Xin được chào mừng toàn thể các anh chị đã đến và đã thu xếp thời gian tham gia buổi hội thảo online của Advantech ngày hôm nay. Thì tôi là Vị, trách bảng thị trường điện và năng lượng. Thì rất là vui được đồng hành cùng với anh chị với vai trò là người điều phối trong phiên trao đổi về các cái giải pháp của Advantech cho cái hệ thống lưu trữ năng lượng hay gọi là BESS. Thì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì cũng đang được rất là nhiều các anh chị cũng như là các đối tác quan tâm trong cái mảng này. Thì Advantech gần đây cũng nhận được khá nhiều yêu cầu về các cái ứng dụng IT, IoT cho hệ thống giám sát pin tích năng hay là hệ thống lưu trữ năng lượng. Thì Advantech hôm nay cũng tổ chức một cái buổi hội thảo về cái chủ đề này, thì có sự đồng hành của các cái chuyên gia và bạn kỹ thuật trong cái mảng này. Thì đầu tiên là tôi sẽ nói về các cái yêu cầu đối với các cái thiết bị IoT cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Thì phần này thì sẽ được trình bày bởi anh Nguyễn Vương Lanh, là người phát triển thị trường mảng Power. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi một cái chủ đề khá là thú vị, đó là phần về phần mềm và phần giám sát điều khiển trên nền tảng web, hay phân tích gọi là web access SCADA. Thì phần này nó bạn Nguyễn Trách là người trình bày. Và cái phần cuối cùng thì tôi sẽ giới thiệu một số case study thì đâu đó đã được triển khai ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng sẽ ở một số cái phạm vi nhất định. Ở trên thế giới thì có một số case study đang được triển khai khá là mạnh ở một số khu vực ở Bắc Mỹ và Trung Quốc, và này cũng chia sẻ thêm. Cái phần cuối cùng là chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 20 phút để trao đổi về các cái nội dung liên quan trong khuôn khổ hội thảo ngày hôm nay. Thì chắc là trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu rất là nhanh thôi về Advantech, bởi vì trước đó thì đã có một đoạn clip giới thiệu Advantech rồi, chúng tôi sẽ hướng dẫn rất là nhanh về phần profile của Advantech để chị có thể recap được một số thông tin. Thì Advantech là một công ty của Đài Loan được thành lập năm 1983 bởi ba kỹ sư, và bây giờ họ cũng đều là những cái tỷ phú đô la ở Đài Loan. Thì trong đó thì Advantech tập trung rất là mạnh vào cái mảng là chuyển đổi số, hay là mọi người hay nói là công nghiệp 4.0, Industrial IoT. Rồi thì một cái mảng nữa là một cái mảng về thành phố thông minh thì nó sẽ rộng hơn, và sẽ cũng có những thứ như là về giao thông này, bệnh viện này, rồi thì y tế bán lẻ rất là nhiều. Thì Advantech thì được mọi người biết đến nhiều nhất là công ty làm về các cái máy tính công nghiệp hay là các thiết bị IoT, với cái market share khoảng 41% thị phần toàn cầu. Thì cái này nó cũng thể hiện rất là rõ cái sản phẩm như thương hiệu của Advantech trên thị trường về các thiết bị IoT. Thì với cái doanh thu năm 2022 thì là 2,3 tỷ đô, với tốc độ tăng trưởng khá là đều đặn và bền vững. Thì Advantech cũng được rất nhiều các cái đối tác lớn, thì anh chị có thể thấy ở trên đây, rồi thì các đối tác ở các cái quốc gia nơi mà Advantech có văn phòng đại diện thì đồng hành cùng với cái nhà máy sản xuất ở bên Trung Quốc, thì là chuyên về các bị chuyên về sản xuất về các cái bom mạch. Sau đó chúng tôi sẽ đưa về bên Đài Loan test đóng gói, thì cũng có rất nhiều thiết bị chúng tôi sản xuất ở bên nhà máy bên Đài Loan, thì trước khi được ship được vận chuyển về các cái thị trường để chuyển tới tay khách hàng. Trên đây là một số cái thông tin rất là ngắn gọn về Advantech để anh chị có thêm thông tin tham khảo. Thì ngoài ra thì trên các cái phần đánh giá của các tạp chí hay là các cái đặc biệt đây là Interbrand, họ đánh giá Advantech là một trong năm cái thương hiệu tốt nhất của Đài Loan trong năm 2022, và cũng là một công ty B2B duy nhất trong top 5. Thì cái này là một lần nữa thể hiện cái thương hiệu của Advantech, nó không chỉ là về mặt là ở khu vực Đài Loan, châu Á, cái này là cũng là thể hiện cái uy tín của Advantech trên toàn cầu. Thì Advantech Việt Nam thì chính thức có văn phòng từ tháng 4 năm 2018, và chi nhánh trong Hồ Chí Minh chúng tôi cũng đã setup và có nhân sự ở đây để phụ trách các khách hàng và phát triển các đối tác ở đây. Thì Advantech Việt Nam là thành viên thứ 27, quốc gia thứ 28 có văn phòng là Thổ Nhĩ Kỳ. Và như anh chị cũng có thể thấy là Advantech hầu hết trên các cái châu lục là đều có văn phòng của Advantech, có đội ngũ Advantech để đồng hành và hỗ trợ khách hàng.
với 4 trung tâm hậu cần, 3 site nhà máy sản xuất và 4 trung tâm dịch vụ sửa chữa. Thì cái này là những cái thông tin để anh chị có thể nắm được, và thêm cái thông tin về Advantech. Thì trên đây là toàn bộ cái phần rất là ngắn gọn của tôi lược về Advantech để anh chị có những thông tin. Thì trước khi chúng ta bước vào cái phần trao đổi cho của cái bài hội thảo ngày hôm nay, thì tôi xin được mời anh Lanh là người phụ trách phát triển thị trường mảng điện, thì anh sẽ đưa ra những cái yêu cầu đối với hệ thống IoT khi mà chúng ta triển khai các hệ thống pin tích năng hay là hệ thống lưu trữ năng lượng, thì ta sẽ có những cái yêu cầu gì, khó khăn ở đâu, và sau đó thì các cái giải pháp của Advantech là như thế nào, chúng ta có thể là triển khai các cái hệ thống này một cách thành công và thành hiệu quả. Thì xin được mời anh Lanh. Chào anh chị. Tôi là Lanh, trách cái mảng thị trường năng lượng và môi trường của Advantech Việt Nam. Hôm nay cũng xin chào đón các anh chị tham gia cái buổi chia sẻ của Advantech ngày hôm nay về các cái yêu cầu, các giải pháp cho hệ thống pin tích năng và lưu trữ năng lượng mà Advantech có tham gia. Thưa anh chị, thì trước khi nói đến cái hệ thống lưu trữ về năng lượng và pin tích năng, thì tôi xin phép được điểm qua một số cái thông tin về điện Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thì cái hệ thống PEC thì sẽ liên quan đến rất nhiều các cái thông tin mà có về thông điện trước khi mà ra các đầu tư quyết định khác. Đầu tiên thì đây là một số cái thông tin mà tôi đã thu thập được dựa trên cái nguồn dữ liệu từ dân đường đội điện Việt Nam thôi. Thì trong ngày 9/9/2003 tại cực đại đã 42.7 kW, và trong đó thì cái công suất mà nguồn năng lượng tái tạo thì chiếm khoảng đâu đó là như thế thì sẽ đạt trên khoảng 19%, trên 19% cái công suất của tạo. Như các anh chị ở trên cái biểu đồ này. Anh Lanh ơi, một số anh chị đang có complain, đang có phản ánh là nghe không được rõ lắm, chắc không rồi nói to một xíu để mọi người nghe. Thì các anh chị có thể thấy đây bên tay phải của Lanh là cái biểu đồ phụ tải tương quan 9/8/9. Thì đây phụ tải mức tải đỉnh rơi vào khoảng đâu đó là khoảng 5 giờ 3 giờ chiều, nó lên đến khoảng 42.7 GW. Trong khi đó thì cái phần mà biểu đồ về nguồn điện của chúng ta thì có bao gồm cái đường nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió, thì nó đâu đó nó chiếm khoảng là trên 19% cái tổng công suất nguồn. Và hiện tại thì ở Việt Nam thì vẫn chưa có các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn như là ES hay là các cái thủy điện tích năng mà công suất cao. Ngoài ra thì công suất dự phòng tại phía Nam Trung Bộ khá cao, do tập trung ở đây thì có khá nhiều các cái nguồn năng lượng tái tạo, các nhà máy năng lượng tái tạo, nhất là ở các tỉnh như là Bình Thuận, Ninh Thuận đó, thì có khá nhiều. Tuy nhiên thì ở tại đây thì cái công suất mà điện gió và điện mặt trời đây thì lại đang rất là khó để truyền tải ra được khoảng miền Trung, miền Bắc, do các cái hạn chế về cái hạ tầng truyền tải. Trong khi đó thì hệ thống điện miền Bắc thì đang vào cái thời điểm mà mùa khô, như anh chị đã biết, nhất là trong mùa khô năm 2023 vừa rồi, thời điểm vừa rồi thì cái tình trạng thiếu điện ở miền Bắc diễn ra cũng khá là căng thẳng do một số khó khăn đó. Thì cái qua thông tin này thì anh chị có thấy là gì, cái để việc mà đảm bảo cái tự ổn định và cái khả năng truyền tải của hệ thống thì rất là khó. Do đó thì các hệ thống mà năng lượng tái tạo mà chúng ta đã đầu tư tại các khu vực phía Nam thì khá là lớn, nhưng mà vẫn chưa tận dụng hết được các cái tiềm năng và cái công suất mà các cái hệ thống năng lượng tái tạo đã tạo ra. Đây là một số thông tin về các cái kế hoạch và định hướng phát triển của hệ thống điện Việt Nam trong các năm tiếp theo. Thì số liệu được trích dẫn từ cái quy hoạch điện 8 vừa rồi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó thì các anh chị có thể thấy là
đến năm 2030, đến năm 2030 thì tổng công suất lắp đặt của toàn quốc sẽ là 158,2 GW, và đến năm 2050 con số này dự kiến sẽ khoảng 573 GW. Con số này thì sẽ gấp khoảng đâu đó là 2,75 lần công suất nguồn cực đại, yêu cầu công suất tiêu thụ cực đại, nó cỡ khoảng là 208 GW. Và từ năm nay đến năm 2030 thì tổng công suất các cái nguồn điện tái tạo, nguồn điện mặt trời ấy, dự kiến nó sẽ tăng khoảng đâu đó là 4,1 MW, và định hướng đến năm 2050 thì sẽ là 189,2 MW đó. Và theo con số đây thì tất cả các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm điện mặt trời, điện gió trên bờ, điện ngoài khơi, đâu đó nó sẽ chiếm khoảng 32% vào năm 2030 và 63% nguồn vào năm 2035. Và đến năm 2050 thì công suất nguồn của lưới điện nó của phần năng lượng tái tạo sẽ đóng góp, nó sẽ chiếm khoảng 1,7 lần công suất nhu cầu công suất điện toàn quốc. Và đến năm 2050 thì cái phần mà nhiệt điện than gần như là đã không còn, phải bỏ đi đó. Và với cùng với cái kế hoạch mà phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thì bên cạnh đó trong quy hoạch điện 8 cũng đưa ra các cái kế hoạch để phát triển các cái nguồn năng lượng, các nguồn điện tích trữ để tận dụng tối đa được cái ưu thế của các hệ thống năng lượng tái tạo. Trong đó bao gồm là đến năm 2030 thì sẽ phát triển thủy điện tích năng và pin lưu trữ với tổng công suất khoảng 2% tổng công suất nguồn. Và đến năm 2050 thì công suất của các cái hệ thống mà lưu trữ điện bao gồm thủy điện tích năng rồi các hệ thống mà pin pin tích năng nó chiếm khoảng là từ 30 đến 45 GW. Trong đó thì trong quy định quy hoạch điện 8 cũng cũng có những cái chính sách về ưu tiên và khuyến khích phát triển các nhà máy sử dụng các cái công nghệ sạch cho các cái phần mà lò các nhà máy điện độc phát hay là các cái nhà máy điện sử dụng nhiệt lưu khí lò cao đó. Và quy mô phát triển các loại hình này thì dự kiến thì đến năm 2050 là khoảng 4.500 MW. Thì đây là một số cái thông tin về cơ bản về các cái định hướng và phát triển cho hệ thống điện Việt Nam trong các năm tiếp theo. Thì các anh chị có thể thấy là gì, đến năm 2030 thì các hệ thống điện mặt trời, hệ điện năng lượng tái tạo hoàn toàn vẫn đang có những tiềm năng để phát triển. Và đến 2050 thì cái năng lượng tái tạo đã chiếm được phần lớn trong cái cơ cấu nguồn điện của Việt Nam trong năm 2050. Do đó thì các cái sự phát triển của các cái hệ thống và lưu trữ năng lượng, trong đó có bao gồm là gì, các hệ thống pin lưu trữ năng lượng là trong tương lai là có, và theo con số thì các anh chị có thể thấy ở đây đó. Vậy thì như các anh chị đã nói thì như trên cái slide trước thì là gì, BESS sẽ phát triển. Vậy thì sự phát triển của BESS thì nó có tác dụng gì trong các cái trong nó đóng vai trò như thế nào trong hệ thống điện, và nó có tác dụng gì đặc biệt là đối với các hệ thống năng lượng tái tạo, thì em sẽ xin như trên cái sơ đồ bên cạnh bên đây thì các anh chị có thể thấy đây là riêng đối với hệ thống mà lưu trữ năng lượng cho các hệ thống năng lượng tái tạo, và đặc biệt ở đây là hệ thống năng lượng mặt trời. Thì các anh chị có thể thấy thì điện mặt trời thì phụ thuộc rất lớn vào cái thời gian mà nắng trong ngày, thì những vào những ngày mà nắng nhiều thì điện có thể được sản xuất được nhiều, và những ngày nắng ít thì điện sản xuất được ít. Và vào những cái giờ và cao điểm như là cái buổi trưa thì từ 10 đến 15 giờ là nắng nhiều thì công suất rất lớn, phát ra lớn, nhưng mà khi vào cái giờ điểm tối thì không mặt trời thì là không có điện sản xuất ra đó. Thì cứ như các chị đã thấy, ví dụ như ở trong những cái điểm đỉnh điểm của giờ cao điểm phát điện thì điện mặt trời xuất ra rất là nhiều, nhưng
Đây lại trùng với cái thời gian mà cái phụ tải đang rất là thấp, do đó là gì, cái nhu cầu mà điện năng ở đây thì cũng ít, và cái điện mặt trời thì gần như là tức là công suất thiết kế thì có thể là cao, nhưng mà cái phụ tải thì là không được, không dùng đến gần đấy cái công suất thiết kế, do đó thì nó tạo ra một cái sự lãng phí về mặt công suất thiết kế cũng như về mặt kinh tế cho các cái nhà đầu tư điện năng lượng tái tạo. Trong khi đó thì tại các cái thời điểm mà thấp điểm thì điện mặt trời thì gần như không có sản xuất, và chính vì như thế thì cái hệ thống BEC nó sẽ đóng một cái vai trò là gì, trong thời điểm mà cao điểm về sản xuất điện với giờ trưa, hệ thống BEC sẽ được cái sẽ lưu trữ năng lượng từ cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để phát vào các cái thời điểm thấp điểm trong ngày. Thấp điểm đây là thấp điểm về 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 phát điện của mặt trời ấy. Nhưng mà nó lại là các thời điểm về cao điểm về sử dụng tiêu thụ điện trong ngày, trong khoảng từ 18 đến 20 giờ thì thường là những cái thời điểm mà phụ tải rất là cao. Trong khi đó thì điện năng lượng tái tạo thì không sản xuất được. Thì BESS nó sẽ đáp ứng được cái khả năng là gì? Hỗ trợ được cái phụ tải trong cái thời gian này. Đó thì nhờ các đặc tính đó thì BESS sẽ giúp là gì, các cái lưới điện truyền tải nó sẽ bị tránh quá tải, và nó tăng cái sự linh hoạt trong cái việc mà huy động các cái nguồn điện, và giúp các cái nhà vận hành có thể phản ứng rất nhanh khi mà cái nhu cầu điện nó thay đổi đột ngột. Và cái hệ thống BESS này sẽ đóng vai trò là một hệ thống tích trữ năng lượng, trong khi mà các cái nguồn điện năng lượng tái tạo tăng trưởng càng nhiều thì cái vai trò của hệ thống BESS nó càng cao. Ngoài ra thì cũng ngoài nó ra thì các hệ thống mà lưu trữ năng lượng nó cũng giúp đối với hệ thống điện, đối với hệ thống điện toàn cầu của quốc thì nó cũng cái này nó sẽ khá phức tạp, thì em cũng xin điểm qua thôi. Thì ngoài ra thì nó cũng giúp là điều chỉnh các cái nhu cầu giữa sản xuất tiêu thụ này, cải thiện và tăng cái độ an toàn của hệ thống điện, cũng như là nó giúp điều tần gia tăng ổn định của hệ thống điện khi mà cái tỷ trọng mà đóng góp vào cái hệ thống nguồn của năng lượng tái tạo càng cao. Đó thì ngoài ra thì nó giảm cái việc mà chúng ta phải bổ sung các cái nhà máy điện nhiệt điện đó, qua đó thì nó sẽ góp phần là giải quyết được một số các cái bài toán của hệ thống điện tải, như là về mặt điện áp, về mặt tần số và tải. Ngoài ra thì cũng giúp cải thiện chất lượng điện năng đó. Và do Việt Nam thì ngày càng tập trung vào năng lượng tái tạo, nên là việc ưu tiên cái tích hợp các hệ thống BESS và các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục cần phải ưu tiên. Và bằng cách đó thì BESS nó sẽ giúp tăng cường cái sự ổn định của lưới điện và tạo điều kiện để chúng ta có thể tăng cái tỷ trọng của năng lượng tái tạo cao hơn. Và khi mà một số lượng đáng kể các hệ thống BESS mà đã được lắp đặt thì chúng ta có thể cung cấp được các dịch vụ hỗ trợ, và qua đó thì làm tăng cái độ tin cậy ổn định của các cái hệ thống điện. Tất nhiên là những cái giải pháp này thì nó sẽ đòi hỏi một cái khung pháp lý và một cái cơ chế về thị trường, cũng như các cái cơ chế về mặt kỹ thuật nó khá là sâu, và cần phải có các cái bộ ban ngành họ có những cái bàn thảo nó rất là sâu và chi tiết. Thì em xin phép là cái đấy thì em cũng không 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 nói quá nhiều, mà em sẽ được xin phép là trình bày một số cái cấu trúc về mặt cơ bản của hệ thống BESS. Nhưng chị có thể thấy đây là một cấu trúc cơ bản của một cái hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng. Thì bao gồm đầu tiên đó là cái hệ thống mà ES, nó là cái hệ thống mà chứa các cái cell pin riêng lẻ, và cái hệ thống này thì nó có các chức năng là lưu trữ điện năng từ các cái hệ thống mà năng lượng mặt trời, để sẽ điện năng sẽ được lưu trữ vào các cái cell pin ở đây đó. Và khi mà cái này sẽ bao gồm cái chức năng lưu trữ điện năng này và cung cấp điện năng cho các cái ứng dụng dân dụng hay là công nghiệp đó, thì các cell pin này sẽ có thể được xếp thành các cái module và các cái packet đó.
Tiếp theo đó là hệ thống quản lý pin BMS. Thì đây là một thành phần mà quan trọng, qua đó thì đảm bảo cái sự an toàn cho toàn bộ hệ thống pin. Thì BMS nó sẽ làm cái nhiệm vụ là giám sát các cell pin này, đo lường các thông số về trạng thái sạc xả này, dung lượng nội trở này, dòng điện điện áp, rồi các cái chu kỳ DOD đó, và cũng đóng vai trò là bảo vệ các cái cell pin và các nguy cơ về cháy nổ mất an toàn khác. Thì đây là một trong những thành phần rất quan trọng của cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng. Tiếp theo đó là hệ thống PCS, đó là cái phần mà hệ thống chuyển đổi nguồn điện từ AC sang DC và ngược lại. Thì cái hệ thống BESS thì sẽ thường là gì, sẽ bao gồm một hệ thống chuyển đổi hai chiều cho phép sạc và sạc, có thể là đồng thời hoặc là có thể là gì, sạc hoặc sạc riêng rẽ. Thì cái hệ thống BESS này, PCS này cũng là một trong những phần mà đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà điều tiết các chu kỳ sạc sạc, hay là đóng vai trò là thiết bị điều khiển khi mà phối hợp với các hệ thống BESS quy mô lớn để cung cấp cho hệ thống điện. Tiếp đến là cái hệ thống mà quản lý năng lượng EMS. Thì đây là thành phần giúp giám sát và điều khiển năng lượng trong hệ thống BESS. Cái EMS này nó sẽ điều chỉnh các hoạt động của cái thành phần như là BMS này, PCS này, trong cái toàn bộ cái hệ thống BESS này, hay là cái thành phần của cái hệ thống mà quản lý môi trường. Đấy. Và cái hệ thống EMS này thì nó sẽ có các cái thành phần và các linh kiện hay là các cái thiết bị, nó giúp mà thu thập và phân tích dữ liệu của toàn bộ các cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng. Do đó thì nó sẽ có khả năng quản lý và một cách hiệu quả cái nguồn năng lượng của cái phần BESS này. Tiếp đến là cái phần mà cũng rất là quan trọng mà đóng vai trò là giúp là cái hệ thống BESS nó có thể vận hành một cách ổn định trong cái môi trường mà vận hành của nó. Có thể là gì, ở các hệ thống BESS được đặt ở tại các cái site, có cái farm mà ngoài trời có môi trường nóng ẩm, hoặc là môi trường khô nóng, hay là các môi trường sa mạc gì đó, thì các cái môi trường khắc nghiệt, môi trường ngoài trời, hay là các cái khu vực ven biển. Thì cái hệ thống quản lý môi trường ICS này nó giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm của cái khu vực và cái thiết bị mà chứa khối pin này. Thường thì các cái khối pin này nó sẽ được đặt trong một cái container đó, thì cái hệ thống mà quản lý môi trường nó sẽ đảm bảo cái môi trường lý tưởng trong cái container đó để cái pin này nó hoạt động được với hiệu suất cao nhất. Thì đây là một cấu trúc cơ bản mà của một cái hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng. Thì thường ấy, các hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng được chia thành hai phần, hai thể loại, đó là các hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng đặt trước công tơ và pin lưu trữ năng lượng đặt sau công tơ. Thực ra thì cái này phân phân loại thì nó là do liên quan đến cái phần chức năng của cái hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Hệ thống BESS trước công tơ thì nó đề cập đến việc mà lưu trữ năng lượng tại các cái địa điểm sản xuất và truyền tải điện, ví dụ như các nhà máy thì nó sẽ có các nhà máy điện năng lượng tái tạo, thì nó sẽ sử dụng các hệ thống mà BESS trước công tơ. Và các hệ thống BESS trước công tơ này thì thường là sử dụng những cái hệ thống mà BESS quy mô lớn và có tính liên thông, thật thể là liên thông từ vùng miền quốc gia. Cái hệ thống BESS sau công tơ thì là thường được đề cập là các cái hệ thống BESS lắp đặt tại các cái vị trí mà sử dụng năng lượng, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ điện, như các cái tòa nhà, các cái trung tâm thương mại, hay là các cái nhà máy, hay là thậm chí là các cái hộ gia đình nhỏ. Thì trên đây là một số cái thông tin cơ bản về hệ thống điện Việt Nam, rồi các cái thông tin cơ bản về các cái cấu trúc của một hệ thống, cấu trúc chung của một hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Vậy thì đối với và tham gia vào cái thị trường mà phát triển các cái ứng dụng cho các hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng, thì Evertech cũng có cho mình những cái thiết bị, những cái giải pháp, và cũng tham gia rất là tích cực để đóng góp cái giải pháp của mình vào trong tiến trình thúc đẩy để chuyển dịch năng lượng với các công nghệ IoT mà Evertech đang có, để đạt được cái mục tiêu là phát thải ròng bằng không. Thì ngoài các cái giải pháp cho ngành điện bao gồm năng lượng tái tạo, trạm biến áp thông minh hay các trạm sạc,
thì các cái giải pháp và các cái thông tin của Enertech cho các hệ thống mà lưu pin lưu trữ năng lượng thì cũng là một trong những cái trọng điểm mà Advantech hướng đến để xây dựng, bao gồm những cái giải pháp về giám sát hiệu năng của các hệ thống BEC, rồi những cái giải pháp về an ninh an toàn cho các hệ thống BEC. Thì sau đây thì tôi xin được đi chi tiết hơn về các cái yêu cầu mà một hệ thống IoT phải có để có thể giám sát được các hệ thống BEC. Thì bao gồm đầu tiên, đối với hệ thống BEC thì hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng thì người ta nói thường nhé, thì cái chi phí đầu tư thì các cái chi phí về pin, mà pin ở đây thường sử dụng trong hệ thống BEC nó là pin lithium, thì nó đang được giảm dần theo từng năm, và qua đó thì cái việc mà triển khai các hệ thống mà pin lưu trữ năng lượng càng ngày nó càng khả thi và càng ngày càng dễ tiếp cận hơn đối với nhiều đối tượng khách hàng và người dùng. Trong đó thì ngoài cái chi phí về pin thì cái chi phí về các cái thiết bị để triển khai các cái hệ thống IoT cũng là một trong những thành phần rất quan trọng để IoT nó cái hệ thống BEC nó dễ tiếp cận hơn được với người dùng. Thì về mặt thiết bị thì các cái thiết bị phần cứng và phần mềm được trang bị cho các cái hệ thống lưu trữ năng lượng, lưu trữ điện thì cần phải có thời gian thành hợp lý và có khả năng hoạt động bền bỉ, tin cậy trong cái môi trường vận hành của cái hệ thống lưu trữ năng lượng đó, nó phải hoạt động bền bỉ, tin cậy với thời gian dài, và các thiết bị này nó cũng phải dễ tiếp cận, dễ bảo trì và thay thế khi có sự cố. Và đặc biệt là gì, cái yếu tố là gì, thiết bị hoạt động trong thời gian dài và bền bỉ rất là đáng để người dùng hay là những cái nhà tích hợp chú ý đến. Bởi vì thì khi mà đầu tư một hệ thống BESS hay hệ thống lưu trữ năng lượng thì người ta tính đến bài toán là gì, đầu tư trong một thời gian dài để đảm bảo có thể thu được cái lợi nhuận từ hệ thống BEC mình. Do đó thì các thiết bị mà đi kèm với các hệ thống mà lưu trữ năng lượng này cũng phải có cái vòng đời sản phẩm dài, có khả năng hoạt động tốt trong những cái điều kiện khắc nghiệt của cái môi trường vận hành. Ngoài ra thì khi mà đầu tư các hệ thống mà lưu trữ năng lượng thì chủ đầu tư cũng sẽ tính tới những khả năng mà mở rộng trong tương lai. Do đó thì các cái thiết bị mà IoT ở đây cũng phải có khả năng mở rộng và đáp ứng được cái nhu cầu vận hành trong tương lai. Các thiết bị nó phải có khả năng mở rộng. Đó thì ngoài ra tiếp tục đó thì là ngoài đó nó là các thiết bị nó cũng phải có các cái khả năng kết nối mở rộng và kết nối tốt. Các thiết bị BEC ấy, thường thì được triển khai trong những khoảng thời gian rất là dài. Đó, thời gian dài. Và các thành phần trong BEC thì nó bao gồm nhiều các chủng loại, nhiều model khác nhau. Do đó thì các thiết bị IoT ấy, nó phải có khả năng kết nối linh hoạt, hỗ trợ nhiều giao thức, các loại giao diện, đặc biệt là một số các cái giao thức và giao diện cơ bản mà các hệ thống truyền thông công nghiệp thường dùng hay là các hệ thống điện thường dùng, như là modbus, modbus TCP, BNT3 hay là CANbus, hay thậm chí là có thể là IC 104 hay có thể là IC 61850 để dễ dàng phối hợp hơn với các hệ thống mà điều độ hệ thống điện. Đó thì đây là một trong những yêu cầu mà các cái phần cứng IoT phải có. Ngoài ra thì các cái phần cứng IoT này cũng phải đủ mạnh để xử lý được những cái tác vụ mà tại chỗ đối với cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng khởi bộ, thì các hệ thống IoT này cũng phải đủ mạnh. Rồi một cái yếu tố nữa cần phải tính đến khi mà đầu tư hệ thống IoT đó là việc mà quản lý các cái thiết bị IoT này từ xa. Từ xa các hệ thống BEC dù lớn hay nhỏ thì nó đều cần được giám sát, và cái việc mà giám sát thường xuyên liên tục ấy, thì nó đảm bảo là cái sự ổn định, đảm bảo được cái sự ổn định và cho cái hoạt động của cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng đó. Thì do đó là việc quản lý thiết bị nó cũng là một trong những yêu cầu trọng điểm để các cái nhà người dùng và nhà đầu tư hướng tới. Vậy thì các chị có thể thấy đây là một cái sơ đồ cơ bản về các cái phần mà hệ thống IoT trong cái hệ thống BESS. Thì
các chị có thể thấy bao gồm là gì? Đầu tiên, một cái thành phần rất quan trọng đó là cái hệ thống sưởi thông gió hay thậm chí là điều hòa HVAC cho các một cái hệ thống công công tơ Best ở đây đó. Thì cái này nó là cái bộ phận quyết định cái việc mà kiểm soát nhiệt độ, điều chỉnh độ ẩm, thông gió hay là các cái báo động, alarm về tình trạng môi trường cho cái hệ thống Best này. Thì để kiểm soát hiệu quả cái hệ thống mà HVAC trong Best này thì nó phải đáp ứng một số cái yêu cầu nhất định về các cái I/O mà sử dụng trong các thiết bị IoT, những cái đầu vào analog hay là cái đầu vào digital hay là cái đầu đầu vào dữ liệu về nhiệt độ của pin hay là của các hệ thống điều hòa đó. Thì các hệ thống HVAC này cũng là một trong những phần quan trọng. Ngoài ra thì để đảm bảo cái sự ổn định thì cái phần mà cái hệ thống mà ECS này thì nó phải có những cái module về QS hay là những cái module mà giám sát từ xa 24/7, rồi các cái hệ thống mà gateway, Bluetooth gateway cho cái phần mà MS đó, BMS hay là cái phần ECS. Thì cái Bluetooth gateway này thì nó nâng cao cái hiệu suất truyền thông cho cái giao thức, bao gồm cái giao thức phổ thông như là modbus hay là can bus hay IC. Tiếp đến là phần các hệ thống mà cơ sở ở tầng mạng, bao gồm các hệ thống switch đó, thì nó có vai trò là gì, liên thông dữ liệu giữa các cái bộ phận về IoT với nhau đó. Thì ở phía trên này thì chúng ta có phần về hệ thống SCADA. Thì đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng lớn, một quy mô lớn thì chúng ta có thể tập trung đầu tư những hệ thống SCADA để tăng khả năng mà giám sát và quản lý thiết bị đó. Thì đối với những hệ thống SCADA này ở phía trên này, chúng ta có thể đầu tư những hệ thống máy tính, thậm chí là hai máy tính chạy dự phòng và sử dụng những cái máy tính công nghiệp để đảm bảo cái khả năng hoạt động của thiết bị trong thời gian dài đó. Rồi trên nữa thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ phần mềm giải pháp, mà ở đây ví dụ như Advantech thì có những cái phần mềm như là YX365 hay là Exynos 360, thì đóng vai trò là những cái phần mềm giúp quản lý toàn bộ cái hệ thống thiết bị phía dưới, IoT phía dưới và gia tăng cái khả năng và hiệu suất của toàn bộ hệ thống. Thì đi sâu hơn một chút thì đây là một cái sơ đồ về một cái hệ thống lưu trữ năng lượng hợp bộ. Hệ thống này thì thường được đóng gói hoàn chỉnh trong một cái container. Thì trong này bao gồm là các hệ thống là gì? Pin lưu trữ năng lượng, pin lưu trữ năng lượng, các hệ thống về giám sát nhiệt độ môi trường, thông tin môi trường, các hệ thống về điều khiển phần nguồn PCS, rồi các hệ thống về EMS đó. Thì đi chi tiết hơn thì các anh chị có thể thấy là gì, các hệ thống Best hợp bộ này thì có thể ứng dụng được cho từ công nghiệp đến thương mại, và thường thì nó sẽ ở cái quy mô là dưới 1 kW, 1 MW. Và trong này thì nó sẽ các hệ thống này thì thường hướng đến là gì, cho các ứng dụng như những ứng dụng về công nghiệp hay thương mại, cho các tòa nhà, các cái building đó. Thì trong đây đầu tiên có thể là soi vào cái phần mà hệ thống mà kiểm soát môi trường, thì nó có thể là kết hợp trong đây, nó có thể là kết hợp cả hệ thống về mặt chữa cháy, báo khói, rồi các hệ thống HVAC để duy trì cái môi trường ổn định đó. Thì cái hệ thống ECS này nó sẽ phát hiện cái sự thay đổi nhiệt độ bất thường của hệ thống HVAC này thông qua các cái bộ mà thu thập dữ liệu I/O. Thì ở đây Advantech cũng có một số cái bộ thu thập dữ liệu I/O như khoảng Adam 3000, Adam 6017 hay là Adam 3600 đó. Thì nó đóng vai trò là gì, thu thập các tín hiệu I/O từ các cái cảm biến môi trường, từ các cái hệ thống điều hòa, rồi các hệ thống báo khói báo cháy sẽ được thu thập vào đây đó. Tiếp đến là hệ thống và quản lý pin. Thì cái hệ thống mà BMS này như Lanh đã nói phía trên thì nó chịu trách nhiệm là giám sát và quản lý theo thời gian thực của từng cell pin. Do đó thì các thông số về tình trạng mà dòng điện, điện áp này, rồi các cái dung lượng này, tỷ lệ công suất xả trên công suất thiết kế, tỷ lệ công suất xả trên công suất nạp, nó sẽ được thường xuyên theo dõi bằng cái hệ thống BMS này. Đó, đảm bảo là gì? BMS này nó sẽ giám sát được cái tình trạng, cái sức khỏe
của cái thông tin lưu trữ ở trong cái container này đó. Thì cái hệ thống thống BMS này thì thường nó hay sử dụng là cái giao thức truyền thông và Canvas để truyền thông với các thiết bị bên ngoài, và do đó thì cần phải có những cái bộ mà data gateway hỗ trợ Canvas để nó đảm bảo là gì, dữ liệu truyền được liên mạch trong toàn bộ cái hệ thống này. Tiếp đến là PCS, thì PCS là cái phần mà đóng vai trò là như đã nói là chuyển đổi nguồn giữa AC và DC và ngược lại. Thì PCS thì nó sẽ tập trung vào cái việc là gì, điều khiển theo cái thời gian thực cái sự sạc sạc của cái phần pin. Và ở đây thì cần một cái phần cứng đủ mạnh để đảm bảo cái nhiệm vụ điều khiển theo thời gian thực, và nó cũng phải hỗ trợ nhiều IO của cái mạch này. Thì Emtek cũng cung cấp một số cái sản phẩm, ví dụ như ở đây có thể là AMAX 5580 hỗ trợ một số cái giao thức cơ bản như là Ethernet để điều khiển cái phần PCS này. Đó. Tiếp đến thì là phần MS, thì trong này thì thường MS là một cái module, nó sẽ bao gồm luôn trong đó là các cái phần hệ thống SCADA tại chỗ được cài trên các máy tính công nghiệp đó, hoạt động để đảm bảo cái sự ổn định của hệ thống SCADA này đó. Thì để mà tăng cường cái tính ổn định và bền bỉ của hệ thống thì ta có thể sử dụng ở đây là một, thậm chí là tăng lên hai cái hệ thống máy tính công nghiệp chạy song song, và để đảm bảo vừa một máy tính chạy chạy active và một cái máy tính inactive để backup các cái dữ liệu của cơ sở dữ liệu đó. Ngoài ra thì để kết nối toàn bộ cái hệ thống này lên các cái nền tảng giám sát mà cloud hay là các cái nền tảng giám sát tập trung, SCADA tập trung đó, thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ định tuyến công nghiệp hỗ trợ các cái giao thức công nghiệp cơ bản. Ngoài ra thì cũng hỗ trợ các cái sóng di động phổ biến, các công nghệ hạ tầng di động phổ biến như là 4G, 3G và sắp tới có thể là gì 5G đó. Thì Avatec hoàn toàn có thể cung cấp được các thiết bị như thế để hỗ trợ. Bên cạnh đó thì để đảm bảo cái việc mà an ninh an toàn cho riêng cái phần hệ thống mà lưu trữ năng lượng này, để tránh có người vật lạ xâm nhập hay là phá hoại các cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng, thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm các hệ thống camera để giám sát theo thời gian thực. Thì các hệ thống camera này thì cũng hoàn toàn có thể được sử dụng, và cái tín hiệu từ camera có thể thu thập được qua các cái bộ thiết bị mà Emtek có trang bị ở đây, có switch, các cái in converter về quang điện đó. Thì đây các chị có thể nhìn thấy sâu hơn là gì, cái vai trò của một cái bộ hệ thống mà data converter có hỗ trợ Canvas trong cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng. Thì nhất là đối với các cái mạch BMS thì thường là các mạch này, các cái hệ thống mà BMS này sẽ sử dụng cái giao thức là Canvas. Và Emtek thì cũng cung cấp luôn một vài sản phẩm bao gồm trong đó là ECU 1252 hỗ trợ là gì Canvas, và có thể convert ra một số cái giao thức cơ bản như là mode bus, TCP, IEC 104 hay là IEC 61850 để chuyển đi các dữ liệu lên phía trên. Anh chị có thể thấy qua cái sơ đồ đây thì các dữ liệu từ các IO phía dưới hay là các cái dữ liệu từ các cái hệ thống pin, hệ thống BMS hay PCS được thu thập vào các hệ thống data gateway, từ đó thì chuyển đến các hệ thống switch và đẩy đến máy tính. Máy tính ở đây thì chúng ta có thể dùng một hoặc là hai máy tính để tăng cường cái khả năng dự phòng đó. Thì đấy là một cái hệ thống mà BES hợp bộ, đây BES hợp bộ như thế này. Thì đối với các hệ thống BES quy mô lớn thì người ta sử dụng phối hợp nhiều cái container BES lại với nhau để ghép nối nó thành một cái hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, công suất lớn và cái dung lượng lưu trữ lớn. Trong một cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng quy mô lớn như này thì các cái thành phần là BMS hay PCS hay là IMS của từng container lưu trữ năng lượng khác nhau này thì nó phải luôn là gì, duy trì liên lạc dữ liệu với nhau một cách liên tục đó, để nó quản lý, và cái việc sạc sạc trong cả một cái hệ thống này nó được đồng bộ
đó. Thì cái việc mà gì sạc xả đồng bộ trong toàn bộ hệ thống này và liên thông với nhau đó, và phối hợp sạc xả nó là một trong những yếu tố rất quan trọng để đảm bảo là nó được đảm bảo thứ nhất là đảm bảo nó duy trì được cái chất lượng của các cái hệ thống pin ở bên trong này. Thứ hai là nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu về vận hành mà từ trên trung tâm đẩy xuống, hay là những yêu cầu về vận hành từ các cái nguồn tải hay là nguồn, thì hoàn toàn là gì cái việc mà liên lạc, cái dữ liệu liên lạc giữa các cái hệ thống này, rất quan trọng. Và để đảm bảo mà cái việc liên lạc trong cái hệ thống này nó liên tục và thường xuyên đó, thì chúng ta cần những cái thiết bị nó có khả năng kết nối có dự phòng, kết nối có dự phòng. Thì như anh chị có thấy ở đây là gì, để kết nối giữa các cái container chứa chứa hệ thống pin ở đây ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ chuyển mạch, các switch, cái Ethernet switch, mạch vòng, sử dụng các mạch vòng cáp quang để tăng cường cái khả năng là gì kết nối dự phòng mạng, đảm bảo cái độ ổn định cao nhất cho các hệ thống mà truyền thông công nghiệp ở đây. Và Emtek thì cũng có một số cái model hỗ trợ switch, hỗ trợ các cái giao thức truyền thông dự phòng. Ở đây có thể kể đến như là EKI 7700 đó. Thì nhờ tiền này thì mỗi cái hệ thống BED này sẽ được kết nối thành một cái vòng với nhau, và thông tin thì sẽ được đẩy lên phía trên một cách liên tục. Và trong trường hợp là gì có một kết nối nó mất ở đây chẳng hạn đó, thì cái dữ liệu nó vẫn sẽ được truyền về phía trên các hệ thống IMS ở đây một cách đều đặn và liên tục mà nó không có sự đứt gãy đó. Thì ở lớp trên cùng này chúng ta có thể sử dụng một số cái bộ switch của Advantech, có thể hỗ trợ được các cái giao thức chuẩn IEC 61850 đó. Đấy thì cái việc mà quản lý bảo mật của hệ thống này cũng rất quan trọng luôn. Thì Advantech cũng hỗ trợ một số cái thiết bị về router, nó hỗ trợ các cái giao thức bảo mật, các cái phần VPN đó, thì đảm bảo là gì cái truyền thông ở trong một cái hệ thống mà BED quy mô lớn nó vừa ổn định, vừa liên tục và vừa có tính bảo mật. Ngoài ra thì đấy là các hệ thống BED cho quy mô lớn, cho phần các cái phần nhà máy. Thì dành cho phần thương mại và nhà ở, hoặc là các cái hệ thống BED quy mô nhỏ và cô lập hơn, thì chúng ta có phần hệ thống BED sau công tơ. Thì cái hệ thống BED này sẽ được lưu trữ bằng pin, thì thường được lắp trong những cái tòa nhà. Thì do đó thì chúng có một số các khả năng là gì, đầu tiên nó có khả năng là gì loại bỏ cái san bằng cái nhu cầu mà ở cái thời điểm cao điểm, và giúp là gì người dùng tránh được cái chi phí theo do khi mà phát sinh khi mà sử dụng tải ở nhu cầu cao điểm, ở các cái giờ cao điểm. Hơn nữa thì các hệ thống này nó cũng đảm bảo là gì nguồn điện sẵn có luôn 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 có ở trong các hệ thống tòa nhà, giúp là gì tòa nhà nó được vận hành cách liên tục. Thì trong các cái thiết lập mà BESS router này, thì các cái thiết bị mà Adam thì nó bao gồm những thiết bị về thu thập dữ liệu từ các cái hệ thống master, từ các cái cảm biến nhiệt độ đẩy về các hệ thống mà CAN bus, qua đó thì đẩy qua các cái hệ thống mà màn hình điều khiển. Do là gì hệ thống BED đây là có thể là người ta sẽ chỉ đầu tư những hệ thống BED mà đơn lập, thì cái việc mà có mặt những cái màn hình điều khiển ở đây thì nó giúp cho là gì người dùng hay là người vận hành có thể kiểm tra và có thể nhìn được cái thông số của cái hệ thống BED một cách nhanh chóng, và có thể điều khiển được luôn các hệ thống trong BED này một cách dễ dàng hơn đó. Ngoài ra thì đối với cái hệ thống BED này thì có thể là có những mô hình đầu tư là cho thuê đó, thì hoàn toàn chúng ta có thể kết nối là gì người ta đầu tư một số lượng các hệ thống BED lớn tại những cái địa điểm và những vị trí khác nhau, và vẫn hoàn toàn có thể kết nối được qua các cái hệ thống mà truyền thông không dây để đưa về các hệ thống quản trị dữ liệu hay là quản trị thiết bị tập trung đó. Thì chốt lại là gì
một số cái yêu cầu cơ bản của hệ thống BEP. Đầu tiên đó là gì? Hệ thống BEP nó phải có những cái chi phí phù hợp, phải có khả năng vận hành bền bỉ, phải có khả năng liên kết mở rộng tốt. Rồi ngoài ra thì các cái thiết bị mà dùng cho hệ thống BEST nó cũng phải có những cái mà hỗ trợ những cái giao thức mà phù hợp đó. Thì trên đây là một số cái thông tin cơ bản về một số cái yêu cầu về IoT và thống BEST mà tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị. Đến đây thì xin phép các chị là sẽ tiếp tục đến cái phần chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các chị. Vâng, xin cảm ơn anh vì phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta có thể thấy tiềm năng ứng dụng của hệ thống lưu trữ năng lượng ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng có những cái hạn chế nhất định về mặt là quy định hành cách thức như thế nào thì có những quy định rõ ràng. Thì phần này hiện tại thì đã phân tích ở đây nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái phần này của quy định của giá của những số câu hỏi về mặt kỹ thuật. Số anh chị hỏi luôn cả về phần cháy nổ, một số anh chị hỏi về quy định với những phần phòng cháy chữa cháy, rất nhiều câu hỏi. Chúng ta sẽ để các câu hỏi đến phần cuối cùng và phần thảo luận. Và tiếp theo thì xin mời Nguyễn mời về phần concept và phần cảm biến. Và chúng ta sẽ cần một lần. Xin chào tất cả các anh chị đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Đầu tiên em tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Nguyện, hiện đang là kỹ sư ứng dụng và kỹ sư giải pháp tại Advantech Việt Nam ạ. Thì hôm nay em sẽ trình bày về cái phần mềm OSS SCADA và phần mềm OSPAD SLink trong ứng dụng các cái trạm lưu trữ năng lượng, hay là cái gọi tắt là BEST. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính thì em cũng muốn chia sẻ với tự dưng em cũng muốn chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện vui thôi mà em nghĩ là chúng ta chắc là ai cũng đã gặp rồi. Đó là thì thực tế thì em cũng đã tham gia nhiều webinar của Advantech và làm trình bày về nhiều giải pháp. Thì riêng cái giải pháp này và anh Lanh trình bày ấy, thì tự dưng em lại có một cái, nó làm cho em liên tưởng tới một cái kỷ niệm tuổi thơ mà chắc anh chị cũng sẽ gặp. Thì đầu tiên đấy là nó làm cho em liên tưởng đến cái khổ thơ này. Đấy là từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa hương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường, thình lình đèn điện tắt, phòng winding tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Đấy. Thì cái khổ thơ này là trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Em nhớ hồi đi học là chắc là anh chị em mình cũng đã học rồi đấy. Thì tự dưng em liên tưởng bài thơ này bởi vì là em chắc chắn là cái bài thơ này là được sáng tác trong cái hoàn cảnh là tức cảnh sinh tình, tức là ông Nguyễn Duy này là lúc mất điện là ông ấy sáng tác ra bài thơ này. Thì em mới chợt nghĩ là nếu mà cái thời đấy nó không phải là năm 1978 mà nó như bây giờ, giữa buổi tối Hà Nội nắng nóng rồi oi ả, tự dưng mất điện, thì không biết là ông Nguyễn Duy có đủ kiên trì để mà ngồi sáng tác bài thơ này hay không. Đó. Hoặc là một cái liên tưởng tuổi thơ nữa, ngày xưa ấy là em nhớ là cũng là trời rất là nắng nóng, thì cả nhà người đi học người đi làm về cũng là câu chuyện mất điện thôi ạ. Thì mọi người vào bếp nấu cơm rồi đến lúc rất là đói, mọi người chuẩn bị ngồi xuống mâm ăn cơm thì tự dưng cái quạt điện nó ngừng quay, cái tivi thì nó tắt, là dấu hiệu là cho thấy là mất điện rồi đấy. Thì ngày xưa là cứ 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 đến tầm buổi trưa trưa hoặc là giờ cao điểm là lại mất điện. Nhưng mà thế vẫn chưa phải là cái những cái hôm như vậy, chưa phải là cái hôm mà gọi là quái oăm và chéo ngoe nhất, mà có những hôm khác nó còn chéo ngoe hơn thế này. Tức là những hôm, có những hôm thì cái quạt nó cũng ngừng quay, cái tivi thì nó cũng tắt, nhưng mà lúc đấy em mới chợt phát hiện ra là cái nồi cơm điện em đang cắm thì nó chưa nảy nấc. Thì đấy là những cái câu chuyện mà cái buổi webinar em nghĩ là anh chị em mình thì ai cũng đã từng trải qua đúng không ạ? Và em chợt nhận ra ấy là thực ra là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì mất điện nó đã có những cái phiền toái nhất định rồi.
thì mình suy ra là trong những cái ngành dịch vụ hay là ngành sản xuất đi, thì nhất là những cái ngành mà sử dụng nhiều năng lượng điện đó, thì cái việc duy trì cái nguồn điện và nó là rất là quan trọng đúng không ạ? Và cái hệ thống quản lý và lưu trữ năng lượng này thì nó cũng rất là quan trọng. Tất nhiên là không phải là mỗi việc là nó ngăn chặn việc mất điện hay là đảm bảo cung cấp điện 24 trên 24 và xuyên suốt 365 ngày trên năm. Nó còn nhiều cái lợi ích khác từ cái câu chuyện có những cái phát minh về trạm lưu trữ năng lượng hay là ứng dụng khoa học vào trong việc lưu trữ năng lượng và truyền tải năng lượng. Đúng không? Thì khi mà lắp đặt một cái trạm lưu trữ năng lượng ấy thì chúng ta cũng cần phải quản lý nó và cần thu thập dữ liệu và cần quản lý giám sát đúng không ạ? Và cái việc đó thì nó cũng rất là quan trọng, việc quản lý một cái trạm. Thì để tìm ra một cái giải pháp hay là một cái sản phẩm hay một phần mềm làm công cụ để giúp người triển khai quản lý được cái trạm năng lượng thì nó cũng rất là quan trọng. Và thực tế thì trên thị trường hiện nay ấy, thì cũng có nhiều 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 giải pháp và sản phẩm như vậy. Thế nhưng mà để tìm ra một cái giải pháp và sản phẩm nó cân bằng được các yếu tố về giá này, về tính năng này, về mức độ hiệu quả kinh tế hay là về cái khả năng ứng dụng rồi khi mà vận hành, khi mà sử dụng thì cũng đáng để chúng ta tìm hiểu đúng không ạ? Và nhất là cái xu hướống làm các cái trạm BESS này thì nó cũng đang là xu hướng mới và có rất nhiều các cái sản phẩm giải pháp để phục vụ đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh chị hai cái sản phẩm chính, hai cái sản phẩm, hai trong số những sản phẩm của Advantech để phục vụ cái giải pháp quản lý trạm BESS này, đó là WebSphere SCADA và WISPAT S-Link. Và chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái phần mềm này thông qua 15 câu hỏi, và thông qua 15 câu hỏi và vấn đề mà em nghĩ là khi mà chúng ta vận hành một cái trạm BESS thì chúng ta cũng sẽ đặt ra những câu hỏi như vậy, gọi là khi chúng ta tìm một phần mềm để nó phù hợp với cái việc quản lý trạm BESS này thì chúng ta cũng sẽ gặp những câu hỏi như vậy. Đầu tiên, các anh chị nghe thấy tên thì chắc là cũng sẽ thắc mắc. Vậy thì trong cái mô hình vừa nãy mà anh Lanh đã trình bày ở phần trước thì OSS SCADA và WISPAT S-Link nó nằm ở cái thành phần nào, gọi là nó đóng vai trò ở những cái thành phần nào trong 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 cái giải pháp đấy đúng không ạ, trong cái hệ thống BESS. Thì chúng ta quay lại với cả các cái thành phần chính của một hệ thống BESS. Ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy thì trong hệ thống này thì OSS SCADA sẽ đóng vai trò là một là phần mềm quản lý tập trung. Đó, tất cả dữ liệu và tình trạng tổng thể của các hệ thống thành phần như là hệ thống BMS, BCS, ECS hay là ESS thì đều được giám sát, điều khiển và quản lý tập trung trên phần mềm OSS. Đấy, trong mỗi thành phần này, trong mỗi thành phần mỗi hệ thống thành phần này thì cũng cần các cái gateway cục bộ hay là các cái máy tính cục bộ làm nhiệm vụ kết nối các cái thiết bị đo, thiết bị chấp hành như là các đồng hồ cảm biến, các cái thiết bị trường PLC đúng không ạ? Và các gateway này thì chính là các cái WISPAT S-Link gateway từ cái phần các thiết bị ở các hệ thống thành phần này, đó chính là cái phần WISPAT S-Link. Thì WISPAT S-Link là gì ạ? Trong hệ thống BESS thì các S-Link Gateway giúp kết nối các cái thiết bị trong hệ thống BESS được liền mạch và đồng bộ. Và cái việc này thì đạt được là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là về yếu tố phần cứng và thứ hai là yếu tố phần mềm. Về phần cứng ấy, thì các cái thiết bị gateway này cung cấp đa dạng các cấu hình phần cứng khác nhau. Ví dụ như là cung cấp các cái đầu vào, đầu ra, input, output cho các tín hiệu cảm biến hay là các cái tín hiệu từ các cái thiết bị khác. Rồi nó cũng cung cấp các cái giao diện kết nối khác nhau, ví dụ như là RS-232, RS-485 cho các cái đồng hồ điện tử. Hay là với những hệ thống BMS thì đầu ra thường là CAN bus thì các cái gateway này nó cũng hỗ trợ. Và từ những cái giao diện này thì gateway nó sẽ làm nhiệm vụ là tích hợp
các thiết bị này vào hạ tầng internet và một hạ tầng chung, thường là hạ tầng internet ạ. Đó. Ngoài ra thì các gateway cũng có tùy chọn là nâng cấp lắp thêm các cái SIM để kết nối 3G, 4G, GPS hoặc là các cái hình thức kết nối khác, các cái giao diện kết nối khác. Đó. Thì đấy là về yếu tố phần cứng. Còn về yếu tố phần mềm thì nó được cái sức mạnh của các cái con gateway này và các tính năng của con gateway này thì được mang lại nhờ cái phần mềm WiSAT Edge Link. Đó thì WiSAT Edge Link là một cái phần mềm chạy bên trong các thiết bị gateway này. Và cái phần mềm WiSAT Edge Link này nó rất là đa dụng và tích hợp sẵn trên nhiều thiết bị máy tính nhúng khác nhau của Advantech. Các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, từ các thiết bị mà cái performance của nó ở tầm thấp thấp thôi cho đến những máy tính nhúng chạy hệ điều hành Linux với performance cao, CPU ví dụ như khoảng Core i3, i5 hoặc là khoảng đấy. Và WiSAT Edge Link thì nó sẽ biến các cái thiết bị này thành thiết bị gateway. Và vì vậy ấy, thì anh chị cũng có thể nhìn thấy là mình có nhiều tùy chọn về thiết bị phần cứng tùy theo cái nhu cầu của hệ thống BES của mình. Nhu cầu về ví dụ như là in các cái đầu vào đầu ra rồi giao diện kết nối hay là các cái yêu cầu khác với các cái tiêu chuẩn ví dụ vậy đấy, hoặc là các cái khả năng mở rộng. Thì vậy thì với có nhiều phần cứng như vậy thì chúng ta nên chọn những cái phần cứng như thế nào, nên chọn những cái kết nối Edge Link nào để phù hợp với cái hệ thống BES. Thì ở đây em lấy một số ví dụ về 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 các cái yếu tố mà chúng ta có thể xem xét khi mà chọn phần cứng Edge Link Gateway. Đó. Ví dụ ở đây em đang để về cái series ECU 10 1000, 1051 hoặc 1050 hoặc 150, các anh chị có thể nhìn thấy về một số spec là chúng hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên thì có một số điểm đặc điểm, ví dụ như là anh chị cần giá thành rẻ, cần tiết kiệm kinh tế cho những hệ thống thành phần nó tương đối nhỏ thôi thì mình có thể sử dụng cái con ECU 10051E này thì performance của nó thấp nhất. Đó. Hoặc là có một ứng dụng mà các anh chị cần lập trình tích hợp thêm vào để lấy từ BMS hay là tích hợp thêm, tức là chạy thêm các cái phần mềm nhúng khác nữa của anh chị ngoài cái phần mềm WiSAT Edge Link thì các anh chị có thể chọn những con performance cao, ví dụ như con ECU 150 này thì nó cái xung nhịp chip và cái RAM được trang bị thì nó cao hơn đấy, và nó cũng trang bị cái khả năng bảo mật TPM. Hay là nếu mà có ứng dụng mà chúng ta cần SIM và một SIM không đủ thì chúng ta có thể chọn những cái model mà nó hỗ trợ hai SIM chạy song song dự phòng đó. Hoặc ví dụ như con ESU 1050 thì nó sẽ có hai cái khe PCI mở rộng, với những con khác nó chỉ có một khe PCI thôi thì nó chỉ cung cấp một, ví dụ như lắp SIM là thôi Wi-Fi. Thì với con ESU 1050 nó hỗ trợ hai khe PCI mở rộng thì chúng ta có thể nâng cấp cái khả năng kết nối của nó, nên là vừa phát wifi cho các thiết bị khác hoặc là bắt wifi từ các cái access point khác và vừa bắt 3G hoặc 4G. Thì đấy là một số các cái tùy chọn. Và đặc biệt với cái hệ thống BES thì em nghĩ là con ESU 1252 sẽ phù hợp với cả hệ thống BES, bởi vì một ESU 1252 cung cấp hai cổng CAN bus là cái chuẩn mà cũng khá phổ biến trong các cái hệ thống BMS hiện nay. Đó. Ngoài ECU một dòng 105X ra và ECU 125X thì cũng có nhiều các cái sản phẩm khác, thì chi tiết thì anh chị cũng có thể tham khảo sau cái buổi webinar này trong cái giải sản phẩm của Advantech rất là đa dạng. Vậy các cái thiết bị Edge Link Gateway và phần mềm WiSAT Edge Link này thì sẽ giúp cái việc thu thập dữ liệu, kết nối dữ liệu như thế nào. Thì các anh chị cũng thấy là tuy phần cứng là khác nhau nhưng mà về tính năng thì các thiết bị Edge Link Gateway mà em vừa trình bày thì đều được hỗ trợ bởi tính năng của phần mềm WiSAT Edge Link. Các tính năng năng này bao gồm ví dụ như là khả năng kết nối đa dạng về 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 phương thức kết nối và về giao thức kết nối. Đó. Thứ hai nữa là nó cũng hỗ trợ data lock theo theo và có gắn timestamp để đảm bảo dữ liệu không bị mất nếu mà cái hệ thống BMS của mình hoặc hệ thống BES của mình nó tạm thời bị đứt kết nối với cả phía trung tâm đấy. Hoặc là các con gateway này thì cũng đưa ra các cái cảnh báo thời gian thực qua các cái nền tảng khác nhau, ví dụ Gmail rồi SMS rồi qua các nền tảng
IFTTT ở một số nền tảng, hoặc là cung các cái S-Link. Con S-Link Gateway này thì cũng cung cấp các cái SDK cho các nhà lập trình ứng dụng để phát triển thêm ứng dụng. Và cuối cùng là nó cũng hỗ trợ các phương thức bảo mật, vì trong cái môi trường IoT, thiết bị của chúng ta tham gia vào một cái mạng Internet chung, thì các cái con thiết bị S-Link Gateway này nó cũng hỗ trợ các cái phương thức bảo mật. Và nhiều tính năng như vậy, tuy nhiên thì trong khuôn khổ ngày hôm nay thì em cũng chỉ muốn giới thiệu với anh chị một số tính năng chính mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái hệ thống BES. Hầu như là ứng dụng nào chúng ta cũng cần, đó chính là khả năng kết nối với các thiết bị cấp dưới và các thiết bị cấp trên, đúng không ạ? Đó. Cái phần ở giữa chính là phần xử lý dữ liệu biên hay là process data. Có dự án chúng ta cần, có dự án chúng ta không, đúng không ạ? Nhưng mà cái phần kết nối với thiết bị bên dưới và bên trên thì chắc chắn là dự án nào chúng ta cũng cần, và dự án BES cũng vậy. Thì nói về khả năng kết nối với cả các thiết bị phía bên dưới, thì các con S-Link Gateway này và phần mềm WISE-WAT S-Link nó hỗ trợ hơn 200 loại thiết bị và giao thức khác nhau của các hãng công nghiệp hiện nay. Và trong đó thì các cái giao thức phổ biến ở trong ngành điện và trong các thiết bị về phục vụ năng lượng á, thì nó cũng hỗ trợ, ví dụ như là mode bus cho các đồng hồ này, bắc nét cho các thiết bị sử dụng ở trong tòa nhà, hay là OPC Way là một giao thức chuẩn cũng khá là phổ biến, hay là có các cái giao thức IEC 101, 103, 104, IEC 61850, DLMS. Đó là những cái giao thức mà nó khá là phổ biến ở trong các thiết bị ngành điện, đúng không ạ? Và cái khả năng kết nối của nó thì cũng khá là linh hoạt, khi chúng ta hoàn toàn có thể set được cái thời gian quét lấy dữ liệu từ các thiết bị trường đó. Như vậy thì để nó sẽ tối ưu cái performance của thiết bị, tức là nếu với những cái thiết bị nào mà chúng ta cần update thời gian lâu thì chúng ta sẽ quét chậm đi để nhường cái tài nguyên về phần cứng cho những cái thiết bị mà chúng ta cần update dữ liệu nhanh hơn. Đó là về khả năng kết nối phía bên dưới. Thế còn sau khi lấy dữ liệu thì dữ liệu từ các gateway này chắc chắn nó sẽ phải đẩy về trung tâm EMS, tức là trung tâm quản lý tập trung của hệ thống BES, đúng không? Hoặc là đẩy lên trên cloud, hoặc đẩy lên trên các ứng dụng khác. Thì các con S-Link Gateway này và phần mềm WISE-WAT S-Link thì nó cũng hỗ trợ khá là đa dạng các cái giao thức mở để chúng ta có thể tích hợp vào hệ thống và kết nối lên các cái lớp phía bên trên. Với các cái giao thức công nghiệp phổ biến để kết nối với các hệ thống SCADA thì nó cũng hỗ trợ các giao thức Modbus, rồi OPC, IEC 104, DNP3 hoặc là BACnet. Đó. Với các cái giao thức về IoT, khi mà chúng ta cần kết nối lên trên cloud hoặc là lên private cloud hoặc là public cloud hoặc các phần mềm ở phía phía trên cloud, thì nó cũng hỗ trợ các cái giao thức là MQTT. Đó. Nó hỗ trợ backup dữ liệu về các cái cơ sở dữ liệu như là MySQL, SQL Server, Oracle, FTP Server đều hỗ trợ, và nó cũng hỗ trợ RESTful API nữa. Thì đấy là về 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 khả năng kết nối của nó như vậy. Vậy thì có một tình huống đó là các anh chị cũng thấy là khả năng kết nối của nó rất là mạnh, và ngoài cái khả năng kết nối thì nó cũng có nhiều tính năng nữa mà em sẽ không trình bày quá kỹ ở chỗ này. Vâng, thì có một câu hỏi đặt ra đó là ví dụ những tính năng đấy là nó vẫn chưa đủ cho cái ứng dụng best của các anh chị, bởi vì ứng dụng best của anh chị nó khá là đặc thù. Em ví dụ như là cái hệ thống BMS của tôi là nhà cung cấp, là họ lại bắt phải sử dụng giao thức riêng của cái BMS của họ cơ, thì tôi cần customize, tôi có thể làm được việc đó hay không và làm như thế nào đó. Thì trong trường hợp đấy thì các cái WISE-WAT S-Link nó cũng cung cấp các cái công cụ để các cái nhà phát triển tích hợp thêm, là nó sẽ cung cấp SDK. SDK này gồm hai phần, thứ nhất là về cái phần development environment này, thì là S-Link nó chạy trên Linux, vì vậy là bên Advantech sẽ cung cấp cái môi trường để cho các anh chị gọi là lập trình ở trên cái môi trường đấy, sau đó thì compile và đẩy xuống Linux của dưới thiết bị, và cái application của anh chị nó sẽ được tích hợp vào trong thiết bị và chạy song song với WISE-WAT S-Link đó, và nó sẽ thực hiện các cái chương trình customize của các anh chị để thực hiện những chức năng bổ sung đó. Thứ hai là phần mềm WISE-WAT S-Link chạy thì nó sẽ lấy dữ liệu từ các thiết bị bên dưới, và đồng thời nó cho
Advantech sẽ cung cấp các cái thư viện để các anh chị tương tác với cả phần mềm WiseSat Edgelink, tức là ứng dụng của các anh chị sẽ chạy song song với cả WiseSat Edgelink ở trong bên trong thiết bị này, và hai cái nó trao đổi dữ liệu cho nhau. Đấy thì đấy là những cái cách mà chúng ta có thể sử dụng và phát triển và customize cho cái thiết bị này. Thì đấy là một số các cái tính năng đáng chú ý của WiseSat Edgelink cũng như là các thiết bị Edgelink Gateway của Advantech. Tiếp theo thì em sẽ đi sang phần mềm SCADA, là phần mềm quản lý tập trung ở phía bên trên. Và vậy thì SCADA là gì ạ? SCADA là một phần mềm SCADA của Advantech ạ, và nó cung cấp các cái tính năng của một phần mềm SCADA như là một phần mềm SCADA truyền thống, ví dụ như tính năng là thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển, báo cáo, alarm, rồi các cái tính năng khác nữa. Tuy nhiên có SCADA của Advantech thì nó có những cái ưu điểm riêng và những cái đặc điểm riêng mà em sẽ trình bày ngay sau đây, và các anh chị thấy là cái tính gọi là phù hợp của nó dành cho cái ứng dụng BES và các cái dự án BES. Thì nói sơ qua một chút về lịch sử của SCADA thì SCADA là một phần mềm IoT SCADA 100% là dựa trên nền tảng web, có nghĩa là các anh chị cài đặt này, cấu hình hệ thống, xây dựng dự án hay là quản lý thì đều là trên các cái browser, các cái trình duyệt web, 100% web based. Vì vậy kể cả việc truy cập này, hay là truy cập thì chúng ta có thể truy cập qua internet, truy cập qua các cái browser như Google Chrome hay là Edge, Microsoft Edge hay là Firefox hay là Safari vân vân, được truy cập qua mobile app. Và WebSet thì cái phiên bản đầu tiên của nó là phát triển năm 2001, vậy là nó đã có hơn 20 năm Advantech phát triển, và cho đến nay thì nó đã trải qua rất nhiều version và đã được hoàn thiện rất là nhiều để phù hợp với lại cả các ứng dụng IoT đang là xu hướng hiện nay. Thì đã có hơn 100.000 package WebSet được cài đặt ở trên khắp thế giới. Advantech là một tập đoàn global. Thì và ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều các cái site đang chạy phần mềm WebSet này rồi. Đó. Và cái site lớn nhất trên thế giới là ở nhà máy chip Inotera bên Đài Loan, là có hơn 80 cái node SCADA node unlimited task. Thì anh chị cứ hình dung là nó là một, họ có rất nhiều cái site, những cái zone ấy, và họ sử dụng SCADA này. Và cái dự án lớn nhất mà triển khai với số lượng task lên 240.000 task chạy trên 3 node song song dự phòng là bên Nhật Bản. Đấy thì là một số thông tin về lịch sử của phần mềm SCADA này. Vậy thì em đã giới thiệu về Edgelink, WiseSat Edgelink, giới thiệu về SCADA. Vậy thì SCADA nó chỉ hỗ trợ WiseSat Edgelink hay sao? Hay là cái độ tin cậy, và nhất là trong cái một cái dự án BES ấy, một cái hệ thống BES thì cái tốc độ phản hồi của hệ thống nó cũng nhanh đúng không ạ? Thì SCADA là nó web based thì liệu nó có đáp ứng được hay không? Nói về cái khả năng hỗ trợ kết nối thì SCADA nó không chỉ hỗ trợ các cái thiết bị gateway của Advantech, mà hiện nay SCADA hỗ trợ hơn 400 loại driver và giao thức khác nhau của hầu hết tất cả các thiết bị và các hãng công nghiệp hiện nay, trong đó thì cũng bao gồm các cái giao thức phổ biến ở trong ngành điện như là các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, Modbus, OBC, BACnet, ENV3, IAC, DLMS 61850, SNMP, đúng không ạ? Ví dụ như SNMP này thì các anh chị, như vậy là các anh chị vừa có thể quản lý được các thiết bị ở trong BES và vừa quản lý được luôn cả cái phần hạ tầng đó. Và khi mất kết nối với lại cả các thiết bị này thì nó lập tức là có cảnh báo ngay đó. Và thực tế thì các thiết bị được sử dụng đến hiện nay ấy, trong các cái hệ thống ấy, nhất là ở Việt Nam thì cái tính đồng bộ nó chưa được cao, mà các thiết bị được sử dụng là đến từ nhiều hãng khác nhau, vì vậy nên là khó khăn ở đây là nó không đồng bộ và yêu cầu nhiều driver kết nối, thì WebSet nó đã hỗ trợ đa dạng kết nối như vậy rồi. Đó. Kết nối từ hệ thống quản lý pin BMS đến đồng hồ điện PLC, inverter, rồi nó hỗ trợ kết nối cả các managed switch luôn. Đó. Và khi có mất kết nối là tự động cũng sẽ có cảnh báo gửi về. Về độ real time của hệ thống thì chúng ta cũng biết rằng là trong hệ thống, thực ra trong hệ thống BES thì cái độ real time và cái gọi là cái độ nhanh của thông tin, cái độ phản hồi của dữ liệu ấy, thì nó yêu cầu đầu tiên là phải từ các cái thiết bị controller trước, các thiết bị chấp hành và điều khiển là đã phải cực nhanh rồi đúng không ạ?
ví dụ như là nó xảy ra tình trạng quá áp hay là quá dòng là phải tác động ngay lập tức. Đó thì ngay từ bản thân các thiết bị controller nó cũng đã phải yêu cầu là nhanh. Và cái hệ thống bên trên này thì có thể chậm hơn một chút. Tuy nhiên trong những trường hợp mà yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh thì OSS có thể đáp ứng được cái tốc độ phản hồi là từ 50 giây, 50 ms. Đó, và nó hỗ trợ lưu trữ dữ liệu và database tới chu kỳ là 0,1 giây thôi ạ. Và nó tương đối là nhanh. Đấy thì là về cái độ real time của OSS trong cái ứng dụng BEST. Vậy thì OSS SCADA nó đã kết nối tới các thiết bị ở trong hệ thống BEST rồi. Thì nó đã kết nối cục bộ cho các thiết bị trong một trạm BEST. Thì như nó chỉ kết nối cục bộ hay thôi. Hay là khi mà giả sử anh chị có nhiều trạm BEST và còn lắp đặt các trạm mới trong tương lai thì các anh chị sẽ triển khai như thế nào? Thì đó cũng là một cái vấn đề đặt ra khi mà ứng dụng BEST, hay là nói cách khác là khả năng scale, khả năng mở rộng của SCADA. Thì ở đây em sẽ quay lại cái mô hình mà anh Lanh đã giới thiệu từ phần trước. Đó là chúng ta có mô hình là hệ thống một trạm hợp bộ, hay còn gọi, hoặc là một hệ thống nó nhỏ hơn, nó chỉ có một trạm BEST, hoặc là với những cái hệ thống lớn triển khai ở nhiều site khác nhau, hoặc là một site nó có nhiều các cái trạm BEST khác nhau gần nhau. Thì với mỗi ứng dụng thì OSS đều phù hợp để triển khai. Thì ở đây em cũng sẽ trình bày lần lượt. Ví dụ với trạm hợp bộ đi, thì anh chị có một trạm là mỗi trạm là một cái scan node này, và trạm này nó sẽ giám sát điều khiển vận hành của một trạm này thôi, vận hành tại chỗ hoặc là giám sát qua internet, đúng không ạ? Thì đấy là với trạm hợp bộ. Trong trường hợp mà chúng ta có cả một hệ thống trạm, có thể thì chúng ta cũng có thể giám sát tập trung qua mô hình Super SCADA. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, tức là mỗi cái trạm này là một cái nốt nhỏ, một cái SCADA nốt nhỏ đó. Và tất cả những cái dữ liệu này, dữ liệu từ các cái nốt này, ngoài việc là giám sát cục bộ, thì tất cả dữ liệu ở từng trạm con này nó sẽ đẩy về dữ liệu trung tâm, đẩy dữ liệu về trung tâm đấy để quản lý tổng thể. Đấy, thì đây là mô hình Super SCADA node, anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ việc giám sát, ví dụ như là tạo mới trạm này, tạo mới trạm hay với OSS thì gọi là tạo mới nốt đó. Rồi cấu hình project, cấu hình trạm mới vân vân, thì sẽ được thực hiện duy nhất trên một nền tảng quản lý, và nó thực hiện qua project node, anh chị nhìn thấy ở đây. Và ở trung tâm thì đây là một cái trung tâm điều khiển tập trung và giám sát tập trung. Vì vậy là chúng ta có option là nếu yêu cầu mà cần phải độ real time và độ độ gọi là độ down time của nó rất nhỏ thôi, thì chúng ta có thể kết hợp mô hình chạy hai nốt song song dự phòng. Tức là thế nào, chúng ta sẽ chạy hai nốt song song, giả sử như có nốt chính và nốt phụ ở chỗ trung tâm quản lý này. Nếu nốt chính mà hoạt động bình thường thì tất cả các cái nốt phụ này và các dữ liệu từ các thiết bị khác nó vẫn đẩy về nốt chính bình thường. Nhưng giả sử nốt chính mà nó bị down, ví dụ như là máy tính nó bị hỏng, hay hay là các anh chị cần bảo trì cái máy tính đấy, hoặc là đường mạng nó bị đứt chẳng hạn, thì lúc đó tất cả dữ liệu của các thiết bị phía dưới và dữ liệu của các OSS node ở phía dưới này, tức là các trạm BEST này ở phía dưới, nó sẽ chuyển hướng và đẩy về cái nốt dự phòng này. Và khi nốt chính mà nó up trở lại, tức là nó làm việc trở lại, thì hai nốt này nó tự đồng bộ dữ liệu cho nhau. Đó. Đấy thì kết hợp với lại cả mô hình STP hay là mô hình Ring Redundance, tức là dự phòng về về hạ tầng mạng đó, thông qua các managed switch, thì cái độ tin cậy vận hành của cả hệ thống này thì nó sẽ được đảm bảo là ở trong một trạng thái tốt nhất và giảm tối thiểu cái thời gian downtime của hệ thống. Vậy thì chúng ta đã lấy được dữ liệu, chúng ta đã triển khai xây dựng được cái asset vào trong hệ thống BEST. Thì sau khi chúng ta xây dựng xong thì cái asset SCADA nó sẽ giúp cho anh chị sâu được dữ liệu gì, hoặc là thực hiện được những cái hiển thị được những dữ liệu gì và thu thập được những dữ liệu gì. Thì ở đây asset SCADA hỗ trợ các cái nền tảng trực quan hóa dữ liệu khác nhau và rất là mạnh mẽ. Ở đây là asset SCADA nó có View và Whitespace Dashboard là hai cái công cụ để hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu. Những dữ liệu này bao gồm là dữ liệu real time từ hệ thống, dữ liệu đo đạt được, ví dụ như là điện áp này, công suất dòng điện,
nhiệt độ của pin hay là nhiệt độ hay là các cái trạng thái của pin và của hệ thống nạp xả, đúng không ạ? Hoặc là về cái tình trạng pin còn bao nhiêu phần trăm, hay là cái hiệu suất pin nó còn lại là bao nhiêu đấy, rồi dữ liệu lịch sử, dữ liệu lịch sử thể hiện qua các biểu đồ, hoặc là các cái gọi là những cái kế hoạch, những cái schedule, tức là những cái lịch đặt trước của các anh chị, những cái set point là những cái cấu hình định trước theo từng khung giờ hoặc là theo kế hoạch của các anh chị, hay là từ alarm cho đến các cái thông báo về tình trạng của môi trường trong cái trạm BES đó, ví dụ như về độ ẩm, nhiệt độ, rồi hoặc là những cái về liên quan đến bảo mật, về an ninh, đúng không ạ? Có truy cập trái phép hay không, thì các cái hệ thống này nó cũng sẽ được kết nối với cả các cái WiseSat Exchange Gateway hoặc là WebSet, và toàn bộ nó sẽ được hiển thị trực quan hóa cũng như là cảnh báo tới các anh chị đó. Ngoài ra thì WebSet SCADA cũng có hỗ trợ SAP Framework, nó là công cụ để các anh chị, tại vì chúng ta cần quản lý tập trung nên là chúng ta có những cái màn hình rất là lớn, trên đó là hiển thị rất nhiều dữ liệu của nhiều trạm, thậm chí cả bản đồ rồi các thứ, đúng không ạ? Thì nó cũng hỗ trợ cho các anh chị xây dựng một cái phòng quản lý tập trung như vậy đó. Về tính năng thì WiseSat Dashboard hỗ trợ hơn 50 dạng biểu đồ, bảng biểu khác nhau, ví dụ như là dạng đường trend này, rồi dạng cột, hay là biểu đồ Pareto, biểu đồ thống kê, rồi tích hợp thêm các cái map khi chúng ta chỉ cần, chúng ta có nhiều trạm ở nhiều vị trí địa lý khác nhau, chúng ta chỉ cần dê chuột vào cái chấm ở trên bản đồ đấy là chúng ta có thể nhìn được tình trạng sơ bộ của cái trạm đấy, hoặc là chúng ta cấu hình bằng màu cũng được đấy, về cái hiệu suất của cái trạm đấy hoặc là về trạng thái làm việc của cái trạm đấy chẳng hạn, là chúng ta cũng có thể quan sát nhanh được ở trên biểu đồ. Thì đấy là một số dạng biểu đồ, bảng biểu của WiseSat Dashboard, và tổng nó có hơn 50 loại biểu đồ, nó khá là nhiều. Và nó cũng hỗ trợ các cái plugin từ các nguồn dữ liệu khác, không chỉ là mỗi từ WebSet mà là từ các cái nguồn database khác, ví dụ như là SQL Server, là MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB hay là InfluxDB, đại khái là những cái database khác. Vì vậy mà cái hệ thống hiện hữu của anh chị ấy, hoặc là các cái hệ thống bên thứ ba mà chúng ta cần visualize, cần trực quan hóa ở trên dashboard kết hợp với cả dữ liệu từ WebSet thu thập được, thì chúng ta hoàn toàn có thể hiển thị ở trên này. Hoặc là về nhu cầu mà muốn mô hình hóa cái hệ thống BES này thông qua đồ họa và real time, thì các anh chị khá quen thuộc với cả cái HMI chẳng hạn, đúng không ạ? HMI dùng cái mô hình 3D hoặc là 2D để real time được cái tình trạng hệ thống ở phía bên dưới đấy, thì WebSet SCADA cũng hỗ trợ WiseSat SAT Composer. Thì SAT Composer hỗ trợ cả mô hình 2D hoặc là mô hình 3D, sau khi chúng ta thiết kế xong, chúng ta có thể là design hoặc là chúng ta chèn thêm các cái bản design của AutoCAD vào, thì SAT Composer cũng hỗ trợ, thì nó tiết kiệm thời gian thiết kế. Và hoặc là trong quá trình thiết kế chúng ta cần JavaScript để tạo nên những cái hiệu ứng hoặc là những cái tác vụ, thì SAT Composer cũng hỗ trợ tất cả cái việc đấy chúng ta thiết kế lên, và chúng ta có thể nhúng SAT Composer vào trong dashboard để tạo nên một cái giao diện trực quan hóa duy nhất, bao gồm cả dữ liệu mô hình của hệ thống và dữ liệu lịch sử. Anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Và sau khi chúng ta xây dựng xong những dữ liệu được trực quan hóa, chúng ta có thể giám sát qua WebSet Client App chạy trên Windows, hoặc là chúng ta giám sát qua các cái nền tảng browser khác, nền tảng trình duyệt trên Android hoặc là trên Windows hoặc là trên iOS, đúng không ạ? Thì WebSet như em đã chia sẻ đấy, WebSet thì nó hỗ trợ nó là 100% web based. Ngoài ra thì WebSet nó cũng có WebSet App, là các anh chị có thể giám sát được tình trạng của các cái nốt của các cái trạm BES này, tình trạng kết nối của các thiết bị thành phần ở bên trong trạm BES này, cũng như là nhận thông báo alarm. Vậy thì người dùng muốn nhận alarm kịp thời và cần một cách thuận tiện nhất, tại vì là hiện nay chúng ta không thể là ngồi ở chỗ đấy để mà lúc nào cũng phải nhìn vào màn hình và thấy cái alarm, xong hoặc là nghe chuông thì chúng ta mới biết, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta cần phải giám sát từ xa, đúng không ạ? Thì có những cách nào? Thì WebSet SCADA cũng hỗ trợ cái hình thức cảnh báo rất là linh hoạt.
Thứ nhất đấy là chúng ta hoàn toàn có thể cảnh báo về cái phần bảo vệ, đúng không ạ? Bảo vệ và bảo vệ về dơ le, bảo vệ về máy cắt, hoặc là bảo vệ quá dòng, quá áp. Tất cả những dữ liệu đấy thì sẽ được báo cáo. Rồi dữ liệu về môi trường, rồi dữ liệu về an ninh, tất cả dữ liệu đấy chúng ta sẽ nhóm nó vào và chúng ta sẽ tạo nên những cái cảnh báo và chia theo từng nhóm người dùng. Ví dụ như là dữ liệu về an ninh chúng ta có thể chuyển tiếp tới bộ phận an ninh. Dữ liệu về bảo trì hay là dữ liệu về hệ thống pin chúng ta có thể chuyển tới nhóm người dùng quản lý cái hệ thống BMS này. Đấy. Và các cái alarm này thì chúng ta WebSense hỗ trợ cảnh báo qua email, qua SMS và hoặc là qua live chat và các cái mobile app khác. Vậy tiếp theo là với trạm BES từ xa thì chúng ta cần hệ thống hoạt động một cách tự động hơn nữa, đúng không ạ? Tại vì ở trong hệ thống BES thì cái việc nạp xả hay là cái việc tức là lên lịch trình nạp xả cho hệ thống hoặc là trong một số các cái khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm hoặc là giờ bình thường, chúng ta cần có kế hoạch để làm sao mà nạp xả một cách nó hiệu quả nhất. Thì WebSense Escada cũng hỗ trợ là lên lịch trình theo từng khung giờ và các anh chị có thể set up cái set point, tức là các cái điểm đặt, các cái giá trị cho hệ thống là theo từng khung giờ, theo cycle time. Ví dụ như là đại khái là ví dụ nạp 1 tiếng chẳng hạn, xong rồi ngừng lại 5-10 phút để cho pin nó nguội, xong rồi mới lại nạp tiếp, em ví dụ thế. Tất nhiên là trong thực tế thì chúng ta sẽ có nhiều các cái tình huống khác nhau đó, thì chúng ta có thể đặt cái lịch trình này theo cycle time này, hoặc theo từng khung giờ trong ngày, hoặc là từng ngày trong tuần, hoặc là có những cái ngày ngoại lệ, ví dụ như những ngày nghỉ, ngày holiday, thì chị có thể nhìn thấy. Về report, vâng, thì đã làm việc hoàn toàn tự động rồi, đúng không ạ? Thì report cũng tự động luôn. Thì WebSense Escada cũng hỗ trợ report, xuất report file Excel hoặc là file PDF, và những report này thì hoàn toàn được tự động gửi qua email. Đó. Và với file Excel ấy, thì WebSense Escada hỗ trợ là tạo form trước cho file Excel đấy. Ví dụ như anh chị tạo có logo công ty, rồi có các cái bảng như thế này, các cái mục như thế này, có ngày tháng nữa. Sau đó là sau khi tạo xong, chúng ta add cái template đấy vào, cái mẫu đấy vào. Và WebSense Escada nó sẽ fill các cái dữ liệu vào trong đó và nó xuất file PDF hoặc nó gửi thẳng cái file Excel tới các anh chị thông qua email. Đó, thì đấy là cái tính năng report của WebSense Escada. Vậy thì WebSense Escada như vậy, trong trường hợp mà các anh chị đã dùng các hệ thống khác hoặc là sau có nhu cầu dùng các cái hệ thống khác, thì cái khả năng kết nối và tương thích của WebSense Escada như thế nào? Thì em nghĩ đó là cũng là một cái câu hỏi, nhất là đối với những nhà tích hợp, đúng không ạ? Thì WebSense Escada nó cũng khá là linh hoạt và nó hỗ trợ các cái open interface khác nhau. Ở đây với các cái phần mềm các cái database thì nó hỗ trợ các cái database khá là phổ biến rồi, như anh chị nhìn thấy ở đây, từ Oracle SQL Server, MySQL vân vân, đúng không ạ? Vậy những cái SQL này, những cái database này thì đồng thời nó cũng là database của các cái hệ thống khác rồi, như hiện nay MES hay là ERP hay là BMS đều sử dụng những database để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy là chúng có thể giao tiếp với nhau. Ngoài ra khi cần giao tiếp trực tiếp, ví dụ như là trong một tòa nhà BMS thì cần phải kết nối cả hệ thống BES và hệ thống của tòa nhà. Thì WebSense Escada hỗ trợ các cái giao thức ví dụ như là PubNet đó, hoặc là OPCUA hoặc là Modbus đó. Ngoài ra với các cái phần mềm của bên thứ ba thì có thể giao tiếp với WebSense là thông qua RESTful API. Khi mà cần kết nối lên trên cloud thì WebSense cũng cung cấp các cái giao thức MQTT để kết nối lên trên các cái cloud phổ biến hiện nay, là có ở Việt Nam thì có Amazon Web Service hay là Azure, hay là khi mà các anh chị sử dụng những cái giải pháp khác của Advantech trên nền tảng WiseSpark Cloud của Advantech thì nó hoàn toàn tích hợp một cách liền mạch. Đó. Cuối cùng là vậy thì qua những cái ưu điểm như vậy thì anh chị, em nghĩ là anh chị cũng có đâu đó nhìn ra những cái điểm phù hợp của WebSense Escada. Vậy thì các anh chị muốn biết thêm thông tin thì các anh chị sẽ bắt đầu từ đâu? Thì ở đây em cũng để lại một slide có các cái link mà các anh chị có thể bắt đầu cài đặt WebSense và dùng thử. Anh chị cài đặt theo link này và dùng thử, và có các cái khóa training online trực tuyến các anh chị có thể cài đặt và sử dụng thử. Cuối cùng, vậy thì em đã trình bày về WiseSpark Edgelink và WebSense Escada, thì liệu hai phần mềm này đã đủ và nó đã phải là tất cả cho cái hệ thống BES của mình hay chưa? Thì thực ra là
ngoài kể cả ngoài cái hệ thống BEST này thì nó cũng có rất nhiều hệ thống khác và phần mềm khác mà anh chị em mình cần tích hợp, đúng không ạ? Ví dụ như em vừa chia sẻ đấy, với một tòa nhà chẳng hạn thì chúng ta cần phải liên kết giữa cái tình trạng tiêu thụ của tòa nhà với lại cả tình trạng năng lượng tái tạo chẳng hạn, từ điện mặt trời chẳng hạn đó, ví dụ thế. Hoặc là chúng ta cần liên kết không chỉ liên kết các cái thành phần của BEST mà là liên kết giữa BEST với các cái hệ thống khác nữa đấy. Thì với Advantech cũng có các cái giải pháp còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ các anh chị đây là đang giám sát, điều khiển rồi vận hành hệ thống BEST. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta cần phân tích năng lượng chuyên sâu và cần quản lý cả cái hệ thống năng lượng tái tạo, rồi quản lý cả cái các cái tài sản rồi các thiết bị này nữa, thì Advantech cũng có các cái giải pháp khác liên quan đến, ví dụ như là giải pháp về quản lý năng lượng chẳng hạn, cũng là một giải pháp. Hoặc là ở đây em giới thiệu giải pháp Ersing 360. Thì tại sao em lại giới thiệu Ersing 360? Thì các anh chị cứ hình dung thế này, đấy là các thiết bị gateway và máy tính ở các trạm BEST, đúng không ạ? Thì nó gần như là một đóng vai trò là đầu mối của cái hệ thống đấy, đầu mối kết nối đến dữ liệu đến hoặc là forward dữ liệu đi. Và cái gateway và cái máy tính này thì nó đảm nhiệm rất nhiều chức năng và chạy rất nhiều phần mềm, nên là sẽ phát sinh ra là chúng ta cần update cấu hình này, update cấu hình của phần mềm của update cấu hình chạy á, hoặc là nhiều khi cần update phần mềm hoặc là update firmware, đúng không ạ? Vậy thì không thể là lúc nào chúng ta có rất nhiều trạm mà mỗi lần như thế chúng ta lại phải chạy đến từng trạm, chúng ta remote vào hay là chúng ta cắm chuột rồi màn hình vào để chúng ta update được, đúng không ạ? Vì vậy nên là việc quản trị và thao tác từ xa các cái trạm BEST này thì nó rất là cần thiết, đúng không ạ? Thì thực tế ra ấy, các hãng sản xuất thiết bị hiện nay họ cũng đã đưa ra nhiều các cái giải pháp cho các thiết bị của họ rồi đấy. Nhưng mà trong một hệ thống BEST, nó có trong một hệ thống mà có nhiều hãng ấy, mà lại mỗi hãng lại sử dụng một cái nền tảng khác nhau thì nó rất là bất tiện, và chúng ta phải sử dụng quá nhiều phần mềm và nó không liền mạch, đúng không ạ? Câu hỏi đặt ra là thế thì tôi mua các thiết bị của một hãng thôi là tôi có một phần mềm rồi chứ tôi không cần phải sử dụng nhiều phần mềm, đó cũng là một cách, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là trên thị trường hiện nay em thấy là chưa có, theo hiểu biết của em thì em thấy là chưa có nhiều hãng cung cấp một cái hệ sinh thái mà các sản phẩm nó đủ trong một hệ thống như vậy đó. Và nói về Advantech thì có thể là nó chưa được gọi là 100%, nhưng mà nói về hệ sinh thái của Advantech thì là Advantech đã cung cấp khá nhiều các thiết bị thụ từ tầng thu thập dữ liệu cảm biến, rồi đến tầng gateway, rồi đến tầng hạ tầng mạng switch, rồi router, đúng không ạ? Hay là phần máy tính công nghiệp, thì Advantech, hệ sinh thái của Advantech cũng đã rất là dồi dào đấy. Và các thiết bị này của Advantech thì đều hỗ trợ cái Ersing 360 đó. Vậy thì Ersing 360 là gì ạ? Ersing 360 là gồm 3 thành phần. Nó là một cái nó gọi là một cái service, một cái dịch vụ ở trên cloud, nó có thể tích hợp trên public cloud của Advantech hoặc là private cloud. Thì nó gồm 3 thành phần chính, đó là phần phần cloud thì nó bao gồm là phần quản trị kết nối, quản trị thiết bị và quản trị dữ liệu. Thì với thiết bị edge, ví dụ như là hoặc là những cái máy tính nhúng ấy, ngoài việc nó đẩy dữ liệu lên trên cloud thì chúng ta cần phải quản lý thiết bị đó, đúng không ạ? Như em vừa chia sẻ thì Ersing 360 thì để hỗ trợ những thiết bị này. Cụ thể là những chức năng của nó là gì thì em sẽ đi qua nhanh. Ví dụ như là nó sẽ hỗ trợ real time monitoring toàn bộ các cái thiết bị này, rồi cung cấp cho remote control, remote desktop và các thiết bị này để chúng ta có thể hoặc là bật tắt từ xa, hay là OTA update hàng loạt luôn đó, update firmware, update phần mềm đó. Rồi nó cung cấp các cái hình thức kết nối khá là bảo mật và hỗ trợ đa dạng các cái thiết bị của Advantech. Ở đây thì em có so sánh một chút như em có vừa chia sẻ đấy, tức là mỗi hãng thực ra họ cũng có, tuy nhiên thì cái việc mà đầy đủ hay không thì chúng ta em cũng đưa ra một số cái so sánh. Ở đây thì chắc các anh chị cũng khá quen với MySphere là nền tảng của Siemens, thì họ cũng hỗ trợ quản lý device, các cái PLC cũng là vừa lấy dữ liệu mà vừa quản lý được thiết bị, đúng không ạ? Hoặc là với Thingpro là của Mosa. Thì đây với các cái nền tảng này thì Ersing 360 của Advantech nó có một số lợi thế, ví dụ như là nó hỗ trợ cả Windows và Linux,
Vì vậy như là ngoài máy tính của Advantech thì bất kỳ máy tính chạy Windows Linux nào thì Async 360 đều hỗ trợ, và nó có sẵn các cái có sẵn trial để cho các anh chị có thể dùng thử đó. Ở các phần mềm khác, các cái nền tảng khác thì hiện tại cho đến hiện tại thì cũng chưa có OTA, và Advantech thì đã cung cấp OTA, tức là update firmware gọi là thông hàng loạt đấy ạ, over the air ấy ạ. Vâng. Rồi các cái với cái dịch vụ mà triển khai trên hạ tầng cloud thì nó còn hỗ trợ multi tenancy, tức là các anh chị hình dung là mình có thể phân quyền người dùng rồi phân chia cái gọi là cái cho những người thuê, gọi là những người thuê thuê phía bên dưới nữa, kiểu kiểu vậy. Vâng. Và đấy là một số các cái lợi ích cũng như là ưu điểm của Async 360. Thì tức là em chỉ trình bày thêm là OK, chúng ta cần quản lý BEST, chúng ta nhờ SCADA, web set SCADA, chúng ta quản lý các thiết bị ở trong hệ thống BEST. Và trên đó thì chúng ta lại có thể dùng các cái dịch vụ khác để chúng ta quản lý cái máy tính web set SCADA đấy và các cái con gateway đấy. Đó thì đó là cái tổng thể của Advantech. Vậy thì cuối cùng em tổng kết lại thì có 4 ý em muốn trình bày ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta đều nắm được như em đã trình bày, đó là Advantech cung cấp một cái giải sản phẩm và giải pháp nó đồng nhất, đúng không ạ? Nó đồng nhất, liền mạch, có khả năng mở rộng và rất là linh hoạt đó cho cái hệ thống BEST cũng như là các cái hệ thống về năng lượng và môi trường khác, các cái sản phẩm MyStart S-Link hay là VSE SCADA, tính năng của nó đều phù hợp. Thứ hai là Advantech cũng cung cấp dồi dào các cái phần cứng khác nhau và để phù hợp cho BEST, và S-Link Gateway là một trong những cái phần cứng như vậy, và trong S-Link Gateway thì nó cũng lại có nhiều sản phẩm khác để cho các anh chị tự chọn. Và WiseSpot S-Link là cái phần mềm IoT Gateway chạy trên các cái sản phẩm S-Link Gateway đó, và cái chức năng của nó rất là đa dụng. Và cuối cùng ấy là phần mềm SCADA, đó là phần mềm 100% web-based của Advantech, cung cấp các cái tính năng rất là mạnh mẽ và những cái chức năng rất là mạnh mẽ cho các cái ứng dụng IoT ngoài BEST thì các cái ứng dụng khác. Và thì đấy là một số các cái chia sẻ và mong muốn cái tổng kết của em, thì hy vọng là anh chị cũng đánh giá được và bắt đầu quick start, đúng không ạ, bắt đầu với cả VSE SCADA để có thể có cái nhìn nó kỹ hơn sau buổi training này. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn Nguyễn và anh hai có những chia sẻ. Chắc là chúng ta đã bị quá thời gian mất 10 phút thì chắc là phần cuối cùng thì tôi sẽ đi rất là nhanh qua về các case study. Okay. Thì trong khi mà Nguyễn và anh đang trình bày, tôi vẫn được qua câu hỏi của rất nhiều anh chị hỏi là về các dự án đã triển khai ở đâu, ở Việt Nam, ở các quốc gia khác thì các cái suất đầu tư thì cách thức như thế nào, một số câu hỏi phổ biến đó là liên quan đến case study. Thì Advantech thì có cái cơ hội là được hợp tác với nhiều đối tác, từ đối tác về phát triển pin này, đối tác tích hợp hệ thống này, các đối tác triển khai các cái nhà máy điện năng lượng mặt trời hay là gió. Thì trên đây là một case study Advantech hợp tác với một công ty đang có cái thị phần rất là lớn ở Mỹ. Đa phần các cái size, các cái dự án của họ là nằm ở khu vực Mỹ, và có một số cái dự án thì nằm ở Đài Loan. Thì Advantech hợp tác với công ty này cung cấp một loạt các cái thiết bị IoT tích hợp vào trong cái phần BEST của họ, thì tạo thành một cái hệ thống trọn bộ. Thì khách hàng chỉ việc triển khai ra các cái khu công trình công trường, triển khai cạnh với các cái khu nhà máy điện mặt trời. Thì các cái phần khó khăn thì anh chị cũng có thể thấy là cái vấn đề khó khăn nhất đó là câu chuyện là làm sao để mình vận hành cái hệ thống pin của mình trong cái điều kiện tốt để cái hiệu năng của nó đạt được trong thời gian dài, là duy trì được cái tuổi thọ của pin này, cái chu trình nạp xả này, làm sao để mình tối ưu được và có cái suất đầu tư nó hiệu quả. Thì không có cách nào khác là ngoài công việc là chúng ta phải giám sát, chúng ta phải có cái điều khiển thông qua hệ thống SCADA, thông qua các cái thiết bị sensor cảm biến, mình có dữ liệu về mình đo lường được và mình điều khiển để cho cái điều kiện làm việc cũng như là các cái thông số nó luôn luôn được duy trì ở trong các cái điều kiện tốt nhất cho hệ thống BEST của mình. Thì đây là một cái case. Thì cái tên công ty cụ thể thì tôi cũng chưa thể tiết lộ được,
và có thể tôi sẽ gửi thông tin cho anh chị tham khảo nếu anh chị quan tâm đến cái partner này. Họ đang có cái thị phần rất là lớn ở khu vực Bắc Mỹ và triển khai, thực tế đã triển khai khá là nhiều. Ở Đài Loan có một vài dự án. Đấy là một đối tác ở khu vực Bắc Mỹ. Cái thứ hai nó là một đối tác ở bên Trung Quốc. Thì công ty là công ty Shanxi. Thì đối tác này thì cách thức của họ này hơi khác một chút. Thì họ sử dụng cái phần điều khiển là sử dụng AMAX 5000 của Advantech cộng với các cái giải pháp bị IoT, máy tính, phần mềm, và họ tích hợp luôn cả phần camera, surveillance vào đây. Thì cái này cũng đặt ra một số cái thách thức khi mà mình lựa chọn phần mềm để mình có thể giám sát điều khiển và tích hợp nhiều phần tử khác nhau. Thì trên đây là cũng là một cái dự án Advantech có cơ hội được đồng hành cùng đối tác này và triển khai ở bên Trung Quốc. Cái thứ ba đó là một cái case study mà Advantech hợp tác với công ty Amita Technology ở bên Đài Loan. Thì công ty này thì họ làm các cái hệ thống lưu trữ năng lượng với các cái công suất, các cái quy mô khác nhau từ thương mại cho đến cấp độ là công nghiệp. Thì Advantech cung cấp các cái thiết bị thu thập dữ liệu phần mềm để giúp họ vận hành cũng như là cung cấp được một cái bộ giải pháp tới khách hàng cuối nó trọn bộ và đầy đủ nhất các cái từ phần cứng đến phần mềm. Thì đây là một đối tác của Advantech ở bên Đài Loan. Case study thứ ba đó là bên Hàn Quốc. Thì như anh chị cũng biết là cái phần pin thì ở bên Hàn Quốc họ cũng có rất nhiều công ty phát triển về pin, sản xuất pin, thậm chí là họ cũng đã di chuyển các nhà máy họ sang Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những cái thị trường và Advantech có cơ hội được hợp tác với đối tác này. Tên thì tôi cũng sẽ xin phép được không được nêu cụ thể cái tên của đối tác ở đây. Và ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì thực chất là BEP thì Advantech cũng đã có cơ hội được cung cấp các cái thiết bị thu thập dữ liệu cũng như là cái phần mềm cho một số đối tác, nhưng mà cái quy mô và cái phạm vi của dự án thì nó là dừng lại câu chuyện là các hệ thống nhỏ phân tán, thì Advantech cũng có cơ hội được triển khai. Tuy rằng là số lượng cũng khá là lớn, số lượng về thiết bị cung cấp của Advantech cho các dự án này khá là lớn. Thì ở đây là một cái dự án khác nữa mà Advantech cung cấp cho một công ty sản xuất cái hệ BEP, và họ có nhà máy ở Việt Nam. Đó thì toàn bộ phần thiết kế lắp đặt là ở Việt Nam. Sau đó thì họ xuất đi toàn cầu và cũng có sự bán ở thị trường Việt Nam. Toàn cầu thì thị trường lớn nhất của công ty này nó là ở khu vực Mỹ, và một công ty bán cho một công ty cung cấp cái giải pháp BEP ở thị trường Mỹ. Anh chị có thể là nếu sở thông trên web cũng sẽ ra được cái thông tin này. Thì Advantech cung cấp rất nhiều cái thiết bị thu thập các phần IO này, và họ sẽ còn lắp đặt cái phần này ở Việt Nam khá là nhiều. Thì trên đây là một số cái case study điển hình mà tôi có thể nêu ra được. Đấy thì là chúng ta sẽ đến phần trả lời câu hỏi. Wow, rất nhiều câu hỏi. Thì các câu hỏi có nội dung xoay quanh, thứ nhất là về kỹ thuật này. Kỹ thuật thì liên quan đến câu chuyện là câu hỏi của anh Ngọc Tuấn, EVN. Battery khi sử dụng thì khả năng tích trữ năng lượng ngày càng suy giảm. Bằng cách gì để giữ cái mức tích trữ năng lượng theo như cái thiết kế ban đầu? Câu hỏi này thì anh có thể có một số cái thông tin để em Tuấn tham khảo trả lời. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tuấn và cô hỏi. Thì khi trả lời anh Tuấn như này, thì cái hệ thống pin tích trữ thì nó sử dụng pin thì hiện tại chủ yếu là công nghệ pin đang sử dụng phổ biến và nhiều trong hệ thống một pin tích năng của hệ thống pin lithium nhiều. Đó thì để hỏi là làm thế nào thì để giữ được cái mức tích trữ theo yêu cầu đầu tiên của dự án. Đầu tiên là phải xác định trước cái mức tích trữ mà dự án yêu cầu, thì công suất hay là cái dung lượng tích trữ là bao nhiêu, rồi cái thời gian mà sạc sạc, cái thời gian mà có thể sạc phun cái đầy tải của cái hệ thống là bao nhiêu. Đó, thì đầu tiên là mình xác định được cái mức đó. Thế
tiếp theo thì mình phải chọn được cái tool nào, tốt phương án chọn bị công nghệ lưu trữ phù hợp, loại pin là gì, tần suất vận hành, lưu trữ vận hành trở tới cái môi trường vận hành bao nhiêu, thì cái tuổi thọ của cái hệ thống mà lưu trữ năng lượng thì nó thuộc rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là pin, pin thì và một trong những yếu tố mà liên quan nó ảnh hưởng nhiều đến cái tuổi thọ của pin đấy là cái thông số bao nhiêu đi tiếp và đi trả, thì cái phần trăm này càng cao thì chỉ ra rằng cái pin của mình càng càng tốt. Và thường thì đối với hệ thống mà pin lithium ion thì cái chu kỳ mà sạc sạc nó đâu khoảng 10.000 lần cái chu kỳ sạc sạc. Được, cho anh có thể trả lời ngắn gọn được được. Thì mình thì rất là nhiều câu hỏi thôi. Cái vòng đời của bếp thì sẽ thuộc một số yếu tố như thế, và để xác định thì bạn cần quan tâm rất nhiều yếu tố về công thức vận hành. Được, em cũng xin trả lời chúng ta. Cảm ơn anh Lanh. Câu hỏi thứ hai đó là Advantech đã triển khai thí điểm ở đâu chưa? Có thể đi site visit tham khảo được không? Thì câu hỏi này là của anh Yo Sung. Ok. Thì ở Việt Nam thì cũng có một vài, thực ra là có khá nhiều ở khu vực miền núi phía Bắc, và em cũng được đồng hành với một công ty, nhưng mà nó cho các hệ thống phân tán và quy mô khá là nhỏ, thì cũng có thể tham khảo được. Cái thông tin thì cũng đã có trên website, trên các cái kênh truyền thông. Còn nếu như anh có nhu cầu thăm các cái site nó lớn hơn thì có thể là mình ghé qua Đài Loan hoặc là Trung Quốc thì có nhiều hơn. Thì em xin phép trả lời câu hỏi của anh vậy. Liên quan đến một số câu hỏi khác nữa về mặt là Advantech có thể chia sẻ thông tin giá mua điện trên các nước của các nước trên thế giới đối với các dự án năng lượng tái tạo có sử dụng BEP được không? Rồi thì anh cũng có hỏi là theo tôi biết giá bên Thái Lan thì khoảng gần này. Cái phần này thì có thể là bọn em sẽ không trả lời được anh ngay, vì phần này thì nó cũng sẽ liên quan nhiều đến câu chuyện của EVN cũng các cơ quan ban ngành khi mà nói về đến luật lá thì mình đưa cái hệ thống này lên lưới thì nó sẽ như thế nào. Em nghĩ là các cái đơn vị cơ quan hữu quan liên quan thì cũng đang trong cái giai đoạn là đánh giá và xem xét cái việc như thế này. Câu hỏi có một anh hỏi câu hỏi mới hỏi đây là chắc là nguyện trả lời. Em muốn xuất file Excel trực tiếp trên dashboard được không? Xuất theo thời gian, dữ liệu có tùy chọn theo form mình mong muốn hay là không có sự tùy chọn? Thì câu hỏi này nguyện có thể trả lời cho anh Khang Nguyên. Ok, em muốn xuất file Excel trực tiếp trên dashboard được không? Với câu hỏi này thì trên MySpace dashboard thì mình có thể xuất file đấy thì không phải là đuôi là .xlxs là file Excel mà nó sẽ là file CSV ạ. Và cũng có những cái biểu đồ thì nó cho phép là xuất file CSV, còn có những biểu đồ thì không, ví dụ như là dạng matrix hay dạng bảng hay dạng biểu đồ hình đường hoặc hình cột thì ok, nó cho xuất file CSV. Tuy nhiên với những cái biểu đồ dạng thống kê khác thì hoặc là những cái biểu đồ khác ấy, thì nó tức là cái dữ liệu của nó format không phải là dạng kiểu là giá trị và tức là theo dạng CSV được thì nó sẽ không cho xuất. Thì đấy là cái mặc định của Vasat Dashboard. Tuy nhiên thì như là em cũng đã chia sẻ đó, thì đó tức là cái khả năng tùy biến của Vasat nó khá là linh hoạt. Vì vậy là trong trường hợp mình bắt buộc là phải xuất file Excel mà không còn một cách nào nó thuận lợi hơn thì mình hoàn toàn có thể tích hợp thêm vào để xuất được file Excel. Hoặc là ở đây em lấy một ví dụ đi, hoặc là mình có thể làm tool, mình có thể làm một cái tool kết nối với cả Vasat thông qua API hoặc thông qua giao thức, sau đó thì cái tool đấy nó sẽ xuất file Excel theo đúng cái yêu cầu mà anh mong muốn, thậm chí là còn nhiều tùy chọn khác đó. Thì đấy là cái cách thức mà mình sẽ làm ở trong một dự án thực tế. Okay, cảm ơn Nguyễn. Ngoài ra thì tôi thấy có rất nhiều câu hỏi liên quan đến phần chi phí đầu tư, để làm sao để mà mình lựa chọn nhà cung cấp, lựa chọn đối tác hay là công nghệ. Rồi thì rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Thì thực chất cái phần này thì Advantech, như phần trình bày của các diễn giả, thì Advantech sẽ không làm về pin, không phát triển các cái phần công nghệ liên quan đến pin hay là phần các phần chuyển đổi các module trong đấy, mà Advantech sẽ đưa các ứng dụng IoT vào để giúp các đối tác của Advantech, có thể là các đơn vị phát triển về sản xuất pin hay các công ty làm về solar farm hay là các đối tác tích hợp, thì có thể là quản lý vận hành các cái hệ thống BESS nó hiệu quả và nó tối ưu hơn. Thì cái riêng các câu hỏi liên quan đến các cái chi phí này, suất đầu tư này, thì chắc là tôi sẽ xin phép được kết nối anh chị tới một số đối tác mà Advantech cũng đang có những cái trao đổi, thì khi đấy thì mình sẽ có được các thông tin đầy đủ nhất. Thì ở đây thì tôi thấy ít nhất là có ba câu hỏi của anh Long Trần, của anh TK, thì hỏi về cái việc mình lựa chọn cũng như là các cái chi phí suất đầu tư triển khai trên quy mô lớn vân vân. Cái này thì xin phép được trao đổi trực tiếp với các anh. Ngoài ra có một câu hỏi nữa, thì một anh hỏi là Advantech đang hợp tác với những đối tác nào, và Advantech hợp tác với những đối tác nào, thì chắc anh ý anh hỏi là về phần pin đúng không anh, về các cái phần cell pin rồi thì có thể mình đóng gói tích hợp thành một cái bộ giải pháp BESS cho các cái ứng dụng khác nhau, từ thương mại công nghiệp cho tới quy mô lớn, thì nó đang hợp tác với những đối tác nào. Thì như lấy cái phần case study thì chúng tôi cũng có đề cập một số thông tin của đối tác ở khu vực Bắc Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, còn ở Việt Nam. Việt Nam thì hy vọng là tới đây sau cái buổi này thì chúng tôi cũng sẽ có những cái trao đổi với một số đối tác tiềm năng, thì bản chất là họ cũng đang có những cái nhà máy ở Việt Nam, thì chúng tôi hy vọng là có thể là có thể kết nối các anh chị với các đối tác của chúng tôi sau buổi hôm nay. Câu hỏi tiếp theo, khá nhiều câu hỏi liên quan đến mặt kỹ thuật. Đây có câu hỏi về mặt an ninh bảo mật này. An ninh bảo mật rồi thì đây là số câu hỏi ở trên phần chat box khá là nhiều. Khả năng là chúng ta sẽ không thể nào trả lời hết được, nhưng chúng ta sẽ lựa chọn một số câu hỏi ngắn này chúng ta trả lời ha. Ok, toàn bộ phần tài liệu sẽ được Advantech gửi lại cho anh chị, thì bao gồm là phần BESS này, phần EV này, một số ứng dụng liên quan phần mềm. Mình có thể chia sẻ thông tin thêm về phần EMS của Advantech được không? Các function và khả năng quản lý hệ thống PV cộng với lại BESS. Phần này thì chắc là Advantech xin phép được gửi anh cái tài liệu, nó sẽ chi tiết hơn. Thì cũng có một bộ tài liệu chuyên cho cái phần quản lý các cái solar farm cộng với lại phần BESS để anh tham khảo. Một câu hỏi nữa liên quan đến phần này. Khá nhiều câu hỏi trên phần chat box, thì Nguyễn có trả lời được hết các câu hỏi này không? Không thì sẽ xin phép được gửi email trả lời anh chị. Câu hỏi này. Câu nào dài. Phần security thì em thấy ở đây có hai câu hỏi về security. Có thể mình gửi tài liệu cũng Anh được, có thể gửi tài liệu. Sếp Energy này và anh Tuấn này. Ở đây thì anh Kỳ Anh à, anh Kỳ Anh cũng đang comment là website và các thiết bị của Advantech đáp ứng tính năng bảo mật ISA như thế nào. Và vì các cái hệ thống đang giới thiệu thì đang gọi là như kiểu là phơi ra internet, ok. Hoặc là anh Tuấn có bảo là việc thực thi cybersecurity bên Advantech sẽ có giải pháp như thế nào, thì em gom hai câu hỏi này vào làm một ạ. Thứ nhất là nói về website và Ethernet Gateway hay là bất kỳ cái phần mềm, thì em thấy thế này, nói về website ấy, hay là Ethernet Gateway thì về cái việc bảo mật của nó thì của hai phần mềm này thì nó đều cung cấp những cái bảo mật dành cho bản thân của nó. Em lấy ví dụ như là project thì nó sẽ mã hóa, download project thì nó sẽ mã hóa, rồi nó có whitelist, tức là những chỉ danh sách những địa chỉ IP những người dùng nào thì có thể truy cập được những dịch vụ chỉ định nào. Rồi kết nối thì phải kết nối phải có chứng chỉ SSL đó, HTTPS đó. Đấy. Rồi
Và các cái hình thức, thực ra là với những cái hình thức bảo mật như vậy thì là nó mới chỉ bảo mật cho bản thân phần mềm thôi, chứ còn trong một hệ thống Internet IoT của một doanh nghiệp thì chúng ta phải trang bị cái phần cyber security cũng như là phần bảo mật, là nó bắt đầu từ các cái hệ thống network như là tường lửa rồi filter rồi các cái hệ thống bảo mật từ các cái phần hạ tầng. Thì đấy thì cũng rất cần thiết. Thì theo kinh nghiệm của em từ trước đến nay triển khai cho Webset thì Webset hỗ trợ những cái tính năng bảo mật đấy, còn bên trên hạ tầng thì đó chính là người dùng phải ý thức được và cũng phải triển khai cho cái phần bên trên của mình. Và cái phần hạ tầng đấy nó không chỉ bảo vệ mỗi Webset mà nó bảo vệ toàn thể cái hệ thống mạng của công ty đó. Ok, chắc là mình sẽ phải dừng ở đây vì thời gian đã là hơn 4 giờ rồi và còn rất nhiều câu hỏi, thì chắc chắn là phải gửi câu trả lời cho các anh chị qua email Nguyễn ạ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi hội thảo hôm nay ở đây. Có rất nhiều câu hỏi, thế là bởi vì thời gian cũng không cho phép để âm tích trả lời toàn bộ trên phần chatbox cũng như là trong cái file form điền câu hỏi của rất nhiều. Thì OpenText xin phép được tập hợp nhất tài liệu, cái thứ hai là trả lời anh chị các câu hỏi này thông qua email. Có một số anh chị liên quan đến phần đầu tư thì xin phép được liên hệ trực tiếp và có thể là xin phép được kết nối anh chị tới các cái đối tác về làm pin cũng như là tích hợp hệ thống của OpenText, thì có thể là mình sẽ có những cái trao đổi trực tiếp và chi tiết hơn về phần này. Xin một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã thu xếp thời gian tham gia cùng OpenText của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh chị.